mọi người ơi, cô chia sẻ cho em Quýnh Lam có hai phần quà nha mấy chị. Mấy anh chị cho em xin một nút chia sẻ Quýnh Lam có hai phần quà nha mấy chị. Một ông thần tài, một sâu chuỗi ngọc trai và một lá bồ đề. Cho em xin một nút chia sẻ ạ. Hôm nay shop em có nhiều mẫu mới nha mấy chị ơi. Mấy chị cho em xin một nút chia sẻ em lên mẫu mới cho mấy chị xem nha. Dạ em chào chị Hạnh Thị ạ. Cho em xin một nút chia sẻ của Lam có hai phần quà nha mấy anh mấy chị ơi. Sắp em mới về mẫu mới nhẫn nam mẫu mới đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm mấy anh mấy chị. Mã 0012 320. Dạ em chào chị Minh Nguyễn ạ. Mã nhẫn nam mã 0012 320. Dạ em chào chị Nguy Trần ạ. Nhẫn nam mã 0012 320. Dây chuyền với mặt em đang đeo. Dạ dây chuyền với mặt em đang đeo là dây phen lọc 1.250.000 với lại mặt di lạc 400. Này chị Minh Xu ơi, dây em đang đeo này chị, dây mới về hôm nay 1.250.000, mặt là 400, có vòng cặp không? Dạ có nha chị Trần Dầu Sang ơi, có vòng cặp nha chị. Dạ em chào, em cảm chào chị Thị Út Nguyễn ạ. Chưa có ai gọi điện cho chị á, chị Thị Út Nguyễn ơi. Mặt mới về nè mấy chị, mặt trái tim, mặt mới về. Mặt trái tim mã 026 250.000. Mặt trái tim mã 026 250.000. Mời chị đổi cái nhận sao không gửi lại chị. Dạ chị Hương Hà ơi, có ai gọi điện cho đổi hàng cho chị chưa? Có ai gọi điện đổi hàng cho chị chưa chị Trương, chị Hương Hà ơi? Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Không thể bên em gọi điện, chị gọi cũng không được làm sao. Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Sao chị mua hai món hàng mà sao gửi cho chị có một món gì không? Em ơi sao chị đặt hai nhẫn mà mã không không? Dạ chắc là do thiếu ni chị ơi. Chị đặt lại, em chốt đơn lại cho chị nha chị. Dạ em chào chị Hiếu Nguyễn ạ. Mặt mới mã 026. Mặt mới mã 026 nè mấy chị ơi. Mặt trái tim mã 026 250.000. 250.000. Dạ em chào chị Đại Phong Kim ạ. Cho xem vòng trơn cặp màu vàng. Dạ vòng cặp trơn đồng vàng là 250.000 một cặp nha chị. Nè chị ơi, dòng cặp trơn 250.000. 250.000 một dòng. Dòng cặp 250. Cho xem lắc em đi. Dạ lắc em đang đeo là lắc phen lọc 3 cây 1.250.000 và lắc phen lọc 5 cây 1.800.000. Lắc em đang đeo là. Nè chị. Lắc em đang đeo lắc phen lọc 3 cây 1.250.000. 3 cây 1.250.000. năm cây 1.800.000. Sao đặt hàng mà không ăn chắc? Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Kim Tiền Lê ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị.
bộ mặt dây em đang đeo có nhập. Dạ có nha chị Vinh Xu ơi, có mặt 300, 350 nha chị. Mặt em đang đeo là mặt 400. Mặt em đang đeo là mặt ông Di Lặc 400, có mặt 300 và 350 nha chị. Xem lắp 4 cây. Hôm qua em đặt dây chuyền mã 0070 không thấy. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Chiếc Phèo ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Xem lắp 4 cây. Dạ lắp 4 cây là 1.550.000. Nè chị ơi lắc 4 cây nè chị. Lắc 4 cây 1.550.000. Gửi về được chị. Dạ ok chị Hương Hà ơi. Xem vòng đang đeo. Dạ vòng em đang đeo là vòng mã 395 1.2. Vòng em đang đeo là vòng mã 395 1.2 nha chị. Nhẫn bộ 395 ngàn. 395 này. Cho chị xem vòng xi men 7 ly. Dạ vòng xi men 7 ly là 800.000 một bộ nha chị. 850.000 một bộ nha chị Nguyễn Đậm ơi. Dòng xi men 7 ly nè chị. Xi men 7 ly 850.000 một bộ. Chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp. Một cặp là 270. Một cặp là 270. Có lắc loại nhỏ không em? Dạ có nha chị Huyền Diệu ơi. Xi men 6 ly 800.000 một bộ. Xi men 8 ly 600.000 một bộ. Một cặp là 250.000. Một cặp là 250.000. Em ơi còn lắc tay 7 màu không em? Lắc tay 7 màu hay là lắc hay là dòng 7 màu vậy chị? Dạ dây em đang đeo là dây phen lọc 1.250.000. Mặt Di Lặc 400 nha chị Phương Lưu ơi. Dây em đang đeo là dây 1.250. Mặt 400. Lần này được hai nhẫn mà em shipper rồi. Nói có một nhẫn chị chưa ra lấy không biết có đúng hay không. Dạ chị kiểm tra hàng. Khi nào shipper ra chị kiểm tra hàng giùm em nha chị Ánh Tiên ơi. Có nhẫn kim tiền ni ba không? Dạ có nha chị Binh Xu ơi. Có đủ ni nha chị. Dạ chị Binh Xu ơi, nhẫn kim tiền nè chị. Nhẫn kim tiền 120. Có đủ ni nha chị. Nhẫn kim tiền 120. Có mặt túi tiền không em? Dạ có nha chị Tâm Diệu ơi. Mặt túi tiền là 300.000 nha chị. Mặt túi tiền là 300. Em đo lắc 4 cây. Lắc 4 cây cái bảng mấy phân hả chị? Dạ em cảm ơn chị Chiếc Phèo ạ. Em nhận chiếc lá hồi tối. Mặt túi tiền nè chị ơi. Mặt túi tiền nè chị Tâm Diệu. Có màu xanh, màu tím, màu trà. Mặt túi tiền 300. Có màu xanh, màu tím và màu trà. 3 màu, 300.000. Cho xem vòng cặp trơn 18. Dạ vòng cặp trơn 18 nè chị. Dòng cặp 250.000. Dòng cặp 250.000 một cặp trơn. Có chạm kim cương nha chị. Có chạm kim cương 250.000. Chị Phượng Kim lấy một cặp xi men. Dạ em cảm ơn chị Phượng Kim ạ. Hồi chiều chị nhận nhẫn rồi đẹp lắm mà chiếc kim tiền hơi nhỏ. Nhẫn thôi. Dạ chị gửi nhẫn kim tiền lên đổi đi lớn hơn nha chị Thánh Đặng ơi. Lấy chị xem mặt túi tiền. Dạ em mới đưa mặt túi tiền cho chị xem rồi mà chị. Xem lắc 2 cây.
xem lắc 2 cây. Dạ lắc 2 cây là 1 triệu nha chị Lily ơi. Em lấy chị xem liền nha chị. Sao vì vậy có những chương trình của Ni mà em có mặt hàng không? Chị Lily ơi, lắc phen lật 2 cây nè chị. Lắc phen lật 2 cây 1 triệu. Phen lật 2 cây 1 triệu. Vậy chị đi những khách hàng xong tí xin hỏi ta. Chị Binh Nguyễn ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Mặt túi tiền này chị Tâm Diệu ơi. Mặt túi tiền 300. Có 3 màu, màu xanh, màu đỏ và màu trà. Túi tiền 300. Chị cho coi vòng xin tay 7 màu đi em. Dạ vòng tay 7 màu hả chị. Vòng tay 7 màu là 1.350.000 nha chị Án An ơi. Dạ ok chị Phượng Kim ạ. Chị Án An ơi, vòng cặp 7, vòng 7 màu nè chị. Dòng 7 màu 1.350.000. Dòng 7 màu 1.350.000. Dạ em chào chị Nguyễn Hằng ạ. Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Binh Nguyễn ơi, tại vì em trên app này em chưa có thấy số điện thoại của chị á. Cho em xin đưa tiền chữ lần ạ. Dạ ok chị Hoa Trần ạ. Dạ em chào anh Trần Văn Hậu ạ. Nếu chị muốn xem gì không anh em lấy cho chị xem nha. Có loại vòng cặp trơn không chạm. Thì vòng cặp trơn không chạm nè chị. Chị Minh Trúc Nguyễn ơi, vòng cặp trơn không chạm nè chị. 250.000 một cặp. Vòng cặp trơn 250.000 một cặp nha chị. Trơn vàng 18 250.000. Có lắc đồng tiền không? Dạ có nha chị Chí Phèo ơi. Dạ ok chị, để em lấy cho chị xem liền nha chị Hoa Trần ơi. Lắc đồng tiền á. Dạ em chào chị Hoa Mây Vàng ạ. À. Em chào chị Trinh Lê ạ. À. Có lắc đồng tiền không? Dạ em chào anh Hoàng Lê ạ. À. Chị Chí Phèo ơi, lắc kim tiền nè chị. Lắc kim tiền 600. Lắc kim tiền 600. 600 ngàn. Nhận nam đi. Dạ anh Lâm Gia Bảo ơi, nhận nam bên sắp em mới về tối nay nè anh ơi. Nhận nam mới về tối nay 320 mã 0012. 320 mã 0012. Nhận nam mã 0012 320. Em có mua bên em, chị có mua bên em một vòng nước kim tiền 700. Nhận hàng rồi. Dạ chị gửi lên shop em đổi cho nha chị Tân Phan ơi. Chị gửi lên shop em đổi cho nha chị. Bông B này. Bông B32 còn không em? Dạ còn nha chị Thị Bác Nguyễn ơi. Bông B32 còn nha chị. Bông B32 là 208 nha chị Thị Bác Nguyễn ơi. Dây chuyền phen lật 900 nè chị. Dây chuyền phen lật 900. Dạ em chào chị Mèo Ruby ạ. À. Dây chuyền phen lật 900. Cho coi xi măng trơn. Cho em coi lại lắc kim tiền các. Dạ chị Thuận Phát Phan ơi, lắc kim tiền 600 nè chị. Lắc kim tiền 600. Cho coi xi măng trơn. Dạ em chào, em cảm ơn chị Tuyết Nguyễn ạ. À. Cho coi xi măng trơn. Dạ xi măng trơn này chị. Chị Phương thấy xi măng trơn đồng đỏ 4 ly 600 ngàn. Xi măng trơn đồng đỏ 4 ly 600 ngàn. Có khóa bọc và nông. Khóa bọc nông 600 ngàn đồng đỏ. Có vàng chanh luôn nha chị. Vàng chanh 650 ngàn. Vàng chanh 650 ngàn. Có nông có khóa bọc. Bộ em đang cầm là nông nha chị.
bộ em đang cầm là nông 650 ngàn, có nông có khó bọc. Dạ chị Hoa Phan ơi, dây phen dây chữ N 600 hiện tại shop em không có còn hàng á chị xem dây phen lọc 800 được không chị? Cộng này 800 nè chị, dây N 800. Dạ em chào chị Út Lê Thị Út ạ. Nè chị ơi, bông B 32 nè chị, bông B 32 208, bông B 32 208. Dạ em chào chị Khánh Khánh Nguyễn ạ. Đặt số biết số mấy đeo rồi. Dạ anh cho em số ký với chiều cao nha anh. Anh cho em số ký với chiều cao, sắp em có nhân viên đo lấy ni, lựa ni cho anh nha. Xem dây công Hàn Quốc. Dạ ok chị. Dạ anh cứ đặt hàng thì anh nhớ mã nhẫn rồi anh nói cho anh cho em. Sắp em số ký với chiều cao rồi sắp em lựa ni cho anh nha anh Lâm Gia Bảo ơi. Dạ bữa không có đặt, có đặt dây chị em là 600 cái một mấy bạn rồi. Ok anh để lại số điện thoại, sáng mai sắp em có nhân viên gọi điện chốt đơn nha anh. Lắc kim tiền mã mấy? Dạ chị để lại lắc kim tiền 600 là sắp em chốt đơn nha chị Thúy Dương ơi. Chị để lại là lắc kim tiền 600. Dạ em cảm ơn anh Lâm Gia Bảo ạ. Lắc kim tiền 600. Chị ơi dây chữ công nè chị. Chị lên nghe dây chữ công 1.1 triệu. Dây chữ công 1.1 triệu. Dạ chị gửi lên đi, sáng em làm lại cho nha chị Trinh Lê ơi. Chị gửi lên lại, sáng em làm lại cho nha chị. Dạ 0012 mặt nhẫn là tấm hay gì? Dạ nhẫn 0012 là mặt nhẫn là hình có hình con rồng nha mấy chị. Chị Ngọc, anh Ngọc Võ ơi, nhẫn mã 0012 là trên mặt nhẫn là có hình con rồng nha anh. Có hình con rồng. Mới về thôi nha anh ơi, mới về tối nay. Mã 0012 320. Vòng vàng chanh có nông không? Dạ có nha chị Minh Trang ơi. Vòng vàng chanh có nông nha chị. Hết chưa? Nè chị Minh Trang ơi, vòng em đang cầm là vòng nông nè chị. Nông bản 4 ly. Nông bản 4 ly 650 ngàn. 650 ngàn một bộ, bạn 4 ly. Có nông có khóa bọc nha chị Minh Trang ơi. Mẫu nhẫn còn không em? Dạ còn nha anh ơi, bên em có nhiều mẫu nhẫn nam lắm anh. Cho chị xem lại lắc kim tiền coi. Dạ lắc kim tiền nè chị. Chị đâm chị. Ồ nguyên chứ nữa gì. Nè chị Bất Thị Nguyễn ơi, lắc kim tiền nè chị. Lắc kim tiền 600. Lắc kim tiền 600. 600 ngàn một lắc. Lắc kim tiền nè chị ơi. Chị Bớt Thị Nguyễn ơi, lắc kim tiền nè chị. Lắc thịt lai cho chị này mấy. Có dây sắn hoa không shop? Dạ có nha chị Hoa Danh ơi, shop em có dây sắn hoa nha chị. Chị Liên Kim nhận 0012 nam có. Dạ bên em có đủ ni nha chị Liên Kim ơi. Chị để lại đặt hàng, để lại số điện thoại giùm em nha. Nhẫn bên em có đủ ni nha chị. Cho cô coi dây khoan lật đi con. Dạ dây khoan lật 900 nè cô. Dây khoan lật 900. Đặt nặng khoảng 1 cây 2. 1 cây 2 900. Dây to con đang đeo là dây 1.250.000. Nặng khoảng 2 cây nha cô. Xi men gu xì màu vàng chanh cao xem. Dạ xi men gu xì bên em không có màu vàng chanh nha chị Nguyễn Kim Phượng ơi. Chỉ có màu đồng đỏ, màu vàng 18 thôi chị Nguyễn Kim Phượng ơi.
Chị Kim Phượng ơi, mạng xi măng Gucci bên em chỉ có màu 18 đồng đỏ thôi nha chị. Đồng đỏ 18 Gucci 600 ngàn một bộ. 600 ngàn một bộ. Nếu chị muốn lấy màu vàng chanh thì shop em mới ra mấy mẫu vàng chanh mới chị. Mã 005 700 ngàn. Mã 005 700 ngàn. Nè chị ơi, chị Kim Phượng ơi, mã 005 vàng chanh mới ra đẹp lắm nè chị. 700 ngàn nha chị. 700 ngàn. Ok, chốt giảm, cảm ơn chị Mười Trần ạ. Dạ chị Hoa Trần ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nhẫn vàng chanh có không em? Dạ không chị ơi, chị có đồng đỏ, đồng vàng thôi chị ơi. Đồng vàng là vàng 24 á chị. Có nhẫn mèo 250 ngàn á chị Nguyễn Thủy ơi. Mặt ông địa bao nhiêu? Dạ mặt ông địa em đang đeo là mặt 400 ngàn nha chị. Mặt ông địa 400 ngàn mới về tối nay nha chị. Để em lấy cho chị xem liền nha. Minh Trúc Nguyễn, dạ em cảm ơn chị Minh Trúc Nguyễn ạ. Mặt Di Lạc mới về tối nay nè chị ơi. Mặt Di Lạc 300. 300 có màu đỏ, màu xanh cẩm thạch, màu trắng, màu đen. Màu đen, mặt ông Di Lạc 300 có 5 màu. Màu đỏ, màu xanh cẩm thạch, màu trắng, màu tím và màu đen. Mặt 350 ngàn. Mặt 350 ngàn. Mặt cẩm thạch đúc 300. Cẩm thạch đúc 300. Mặt cẩm thạch 350. Mặt Di Lạc 400. 300 có 5 màu. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu tím và màu đen. Di Lạc đúc 300. Mặt Di Lạc 350. Mặt lớn là 400 ngàn. Lên lắp cam đi chị. Dạ ok chị, em lấy chị xem liền nha chị. Trơn 4 ly vàng chanh nhiêu em? Quá tài. Dạ xi măng vàng chanh 4 ly là 650 một bộ nha chị. Nếu mà chị muốn lấy chạm là 700. Chạm khóa đi gà thì là 700 ngàn một bộ nha chị Nguyễn Kim Phượng ơi. Còn khóa bậc, khóa bậc là 650. Khóa bậc 650, chạm kim cương thì 700. Chị xin ghi ký nha chị. Dạ nhẫn mèo đồng vàng nè chị ơi. Nhẫn mèo đồng vàng 250 ngàn. Nhẫn mèo đồng vàng 250 ngàn một nhẫn. 250 ngàn. Nhẫn mèo 250. Cho xem dây khế 5 chị đi em. Dạ ok chị Nguyễn Lai ạ. Lắc bự em đang đeo mấy cây thứ hai? Dạ lắc bự em đang đeo là lắc 5 cây nha chị. Lắc phan lập 5 cây. Nè chị, nhà chị Thúy Hồng ơi, lắc em đang đeo là chị lắc phan lập 5 cây 1.800.000. Lắc em đang đeo lắc phan lập 5 cây 1.800.000. 1.800.000. Chị Nguyễn Lai ơi, dây trái khế. Dây trái khế 5 chỉ nè chị. Dây trái khế 5 chỉ 600 ngàn. Dây trái khế 600 5 chỉ. Dạ chị Thuận Phát ơi, lắc cam nè chị. Lắc cam chữ công 700. Lắc cam chữ công 800. Dạ shop em không có dây mì nha chị Phương Phương ơi. Đồng đỏ không có làm được dây mì nha chị. Lắc cham 800. Lắc cham chữ công 800. Lắc phụng cham 800. Lắc phụng cham
800 ngàn, lắp phụng cham 800 ngàn. Cho chị xem vàng chanh chạm đi em. Dạ. Xin vàng chanh mã 005. Xin vàng chanh mã 005. Ok chị, để em lấy chị xem nha chị. Nè chị, vàng chanh chạm mã 005 nè chị, 700 ngàn, 4 ly khóa lý gà. Vàng chanh mã 005 khóa lý gà 700 ngàn một bộ. Chạm kim cương 700. Có dây gì nhỏ nhỏ không chị? Dạ có nha chị, có dây nhỏ là dây phen lọc 580 á chị Phương Phương ơi. Hay là chị lấy dây trái khế này cũng được nè chị. Tầm 5 chỉ. Tầm 5 chỉ nha chị. 5 chỉ 600 ngàn dây trái khế. Dạ chị Tiên Neo ơi, dây em đang đeo là dây phen lọc 1.250.000 nha chị. Nè chị Tiên Neo. Chị Tiên Neo ơi, dây phen lọc em đang đeo là 1.250.000 nha chị. 1.250.000. Cho em dây chữ công 5 chỉ em ơi. Dạ dây chữ công 5 chỉ là dây 650.000 nha chị Linh Nhật ơi. Lắc đeo tay nhiêu? Dạ lắc em đang đeo là lắc phen lọc 3 cây 1.250.000. Dạ lắc phen lọc 5 cây 1.800. Để em lấy cho chị coi nha. Nè chị, lắc phen lọc 3 cây 1.200. Lắc phen lọc 3 cây 1.200. 50.000, lắc phen lọc 3 cây 1.200 50.000. Lắc phen lọc 5 cây 1.800. Lắc phen lọc 5 cây 1.800. Nhà anh Nguyễn Minh Tiến ơi, lắc phen lọc 5 cây nè anh. Lắc phen lọc 5 cây 1.800 nè anh ơi. 1.800 5 cây. Vòng vàng chanh. Dạ không nha chị Phượng Tim ơi. Có gửi hàng cho chị chưa em? Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Thị Tuyết ơi. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Cẩm Tú à. Xem bông tai B36 cho em. Dạ ok chị, em lấy chị xem liền nha chị Liên Huỳnh. Mồ hôi muối đeo lắc có. Dạ mồ hôi muối là đeo lắc được nha chị. Mồ hôi muối là chị không đeo được dây chuyền với lại xi men thôi nha chị. Đeo lắc đeo dòng bình thường nha chị Cherry ơi. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Minh Tiến à. Mấy anh chị muốn xem gì không mình em lấy cho mấy anh chị xem nha. Cho coi bông tàu đi chị. Dạ ok chị. Coi lắc 700 đi em. Dạ lắc phen lọc 700 là... Nè chị. Lắc phen lọc 700 nè chị ơi. Lắc phen lọc 700. Nặng 1 cây rưỡi. Nặng 1 cây rưỡi 700 ngàn. Mã 30 700 ngàn. Bông B36 nãy chị là muốn xem nè chị. Còn 1-2 chiếc hôm qua lấy cho bà coi nhé. Bông B36. Bông B36 250.000. Bông B36 250.000. B36 250.000. Dạ chị Long ạ. Kiểm tra hàng giùm chị Long. Dạ ok chị để lại số điện thoại rồi mai sắp em gọi điện nha chị Long Nguyễn ơi. Chị ở Củ Chi mấy ngày tới? Dạ tầm 2-3 ngày nha chị Nguyễn Thị Tuyết ơi. Cho chị xem xi men 7 ly. Dạ chị Phượng Kim ơi, xi men 7 ly nè chị. Xi men 7 ly. Một bộ là 850.000, xi men 7 ly, một bộ là 850.000. Xi men 7 ly, một bộ là 850.000. Chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp. Một cặp là 270. Một cặp là 270. Có lắc bông 5 chỉ ni 50. Dạ có nha chị. Lắc 5 chỉ là lắc phen lọc 450.000 nha chị.
Về lắc nhỏ này chị. Xem lắc phen được 5 cây. Lắc nhỏ này chị, lắc N nhỏ 350.000. Lắc N nhỏ 350.000. Dây lắc 5 cây. Dạ chị Phú Phú ơi, lắc phen lật 5 cây nè chị. Lắc phen lật 5 cây nè chị, 1.800.000. Lắc phen lật 5 cây, 1.800.000. Dạ chị lấy một cặp, dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Phượng Kim ơi. Lắc 5 cây, lắc phen lật 5 cây, 1.800.000. Chị Nguyễn. Simen mã 20 nè chị Nguyễn Phượng ơi. Simen mã 20 550.000. Simen mã 20 550.000. Một bộ là 550.000, chấm bi 2 ly nong. Chấm bi 2 ly nong. Mã 20 550.000. Lắc một cây bao nhiêu tiền vậy em? Dạ lắc một cây là 600.000 nha chị Cherry ơi. Lắc một cây là 600.000 nha chị. Đồng đỏ. Dạ không nha chị. Đồng bên em là chất liệu đồng đỏ nguyên chất, đeo không bay không phai nha chị. Dạ chị gửi lên em làm mắc lại cho chị Lan bé ơi. Gửi lên em làm lại cho nha chị. Em lắc 5 chỉ cho chị xem được không? Dạ lắc 5 chỉ là lắc em lật 450.000 nha chị. Lắc em lắc 5 chỉ 450.000. Lấy lắc đấy. À. Dạ bên em là đồng đỏ nha chị, chứ không phải là vàng non nha chị Ánh Dương Quỳnh ơi. Bên em là chất liệu là đồng đỏ nguyên chất nha chị. Chị Linh Nhật ơi, lắp phen lật 5 chỉ nè chị. Lắp phen lật 5 chỉ là 450.000. Lắp phen lật 450.000. 5 chỉ. 5 chỉ. Chị coi lắp 1 cây. Dạ lắp 1 cây là 600.000 nha chị Cherry ơi. Dạ chị Ngô Phượng ơi, dòng xi măng 7 ly nè chị. Em đưa gần cho chị xem nè. Xi măng 7 ly 850.000 một bộ. 7 ly 850.000 một bộ. Chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp. Một cặp là 250.000. Một cặp là 270. Xi măng 7 ly. Một cặp là 270. Giờ chị Kim Hoa lắc phen lật 3 cây nè chị. Lắc phen lật 3 cây 1.250.000. Lắc phen lật 3 cây 1.250.000. Thì chị Cherry ơi, lắc phen lật 1 cây nè chị. Lắc phen lật 1 cây 600. Lắc phen lật 1 cây 600.000. 600.000. Dạ không nha chị, vòng bên em là không bay, không phai, không đen nha chị Phúc Thanh ơi. Có nhà vàng xanh em ảnh 20 đi em đã đưa lên. Chị Nhật Thanh xem mã Simen. Dạ Simen mã 20 là nong chấm bi 550.000 một bộ nha chị Nhật Thanh ơi. Simen chấm bi mã 20 2 ly 550.000 một bộ. Có không? Dạ có nha chị Bông Nguyễn ơi. Vòng kim tiền 300. Vòng kim tiền đôi 300.000. 300.000 một vòng, có nhẫn luôn nha chị. Nhẫn là 120, vòng kim tiền đôi 300.000. Dây chữ công 5 chỉ 1 cây cho chị xem. Lắc phen là 700. Dạ chị Trăm Tỷ ơi, lắc phen lật 1 cây là 700.000 nha chị. Vòng kim tiền chiếc 220. Vòng kim tiền chiếc 220. Tròn chưa? Dòng kim tiền chiếc 220 một dòng. Nhẫn kim tiền nè mấy chị. Nhẫn kim tiền 120.000.
nhẫn kim tiền 120, nhẫn kim tiền 120, vòng tròn trâu 18 giảm. Cảm ơn chị Nga Huỳnh ạ. À, có lắc 5 lượng không? Dạ có nha chị Lâm Linh Lâm ơi, lắc 5 lượng này chị, lắc 5 lượng 1.800.000, lắc 5 lượng 1.800.000. Dạ lắc 600 này chị, chị nào muốn xem lắc 600 này chị ơi, lắc quen lọc 600, nặng khoảng 1 cây 600.000. Dòng tròn có con tì hô sọ chuỗi không, có nhẫn mặt vuông không sắc? Dạ có nha chị Thủy Lê ơi. Dạ chị để lại số, bữa chị đặt đi bóp. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nguyễn Minh Phú, nhẫn hộp trắng đang đeo bao nhiêu tiền? Dạ nhẫn hộp trắng em đang đeo là nhẫn mã 235, nhẫn hộp trắng em đang đeo là nhẫn mã 235, 235.000. Cho chị xem lắc 235, 235.000. Dạ chị Diệu ơi, lắc nhỏ này chị, lắc nhỏ tầm 5 chỉ 450.000, lắc phen lật 450.000, 5 chỉ. Bộ xi men chấm bi khóa lưỡi gà hay. Dạ xi men chấm bi 2 ly là nông nha chị. Chị muốn lấy 4 ly thì khóa lưỡi gà 700.000, mã 16. Chị muốn lấy khóa thì lấy mã 16, cũng chấm bi 4 ly khóa lưỡi gà nha chị. Hồi nãy chị nào muốn xem con tì hưu nè chị ơi, tì hưu 150, 175, 250 và 350. Tì hưu sọ chuỗi 150, 175, 250 và 350. Nhật Thanh xi men chấm bi có khóa lưỡi gà phải không em? Dạ đúng rồi chị, xi men chấm bi bản 4 ly có khóa lưỡi gà nha chị, 700.000 một bộ, mã 16 nha chị. Xem chiếc dòng hộp trắng đang đeo. Dạ dòng hộp trắng em đang đeo nè chị ơi, dòng hộp trắng em đang đeo là dòng VIP 700.000, dòng hộp trắng em đang đeo là dòng VIP 700, dòng VIP 700.000. Dòng kim tiền đi 56. Giảm cảm ơn chị Kim Lan Cao à, giảm cảm ơn chị Nguyễn Minh Phú à, giảm cảm ơn chị Thảo Nguyễn à. Cho chị xem dây trái tim với dây khoen lọc đôi bản to với. Dạ dây trái tim là mã 160, 1.600.000 nha chị Phú Phú ơi. Dạ nhẫn ngón giữa em đang đeo là chị trăm tỷ đôi, nhẫn ngón giữa em đang đeo là nhẫn mã 235, 235.000, nhẫn mã 235, 235.000. Còn nhẫn này bên em đang đeo là nhẫn mã 2, nhẫn mã 395, 395.000, mã 395, 395.000. Cho coi hột bi xả chuỗi. Dạ hột bi xả chuỗi là 50.000 một viên nha chị Binh Nguyễn ơi. Tì hưu 100k không? Dạ không nha chị ơi, tì hưu bên em nhỏ nhất là 150.000 nha chị Thủy Lê ơi. Bên shop không ạ? Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Ánh Dương ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nhận cốc giá nhiêu em? Dạ nhận cốc bên em có 200, 300 nha chị Thủy Ngô. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Lắc nhiêu cây vậy? Dạ nhẫn ngón trỏ em đang đeo là nhẫn con mèo 250.000, nhẫn ngón trỏ em đang đeo là nhẫn con mèo 250.000. Còn bên này là nhẫn kim tiền nha chị, nhẫn kim tiền 120. Lắc nhiêu cây vậy? Dạ lắc em đang đeo là lắc phiên lật 3 cây 1.250.000, và lắc phiên lật 5 cây 1.800.000. Lắc em đang đeo là lắc phen lật 3 cây 1.250.000 và lắc phen lật 5 cây 1.800.000. Dạ em cảm ơn chị Đan Châu ạ. À, nhận cốc nè chị ơi.
nhận cốc nè chị. Hồi nãy chị nào muốn xem nhận cốc nè chị, nhận cốc 200. Nhận cốc 200 có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Cốc 200. Cốc 300. Cốc 300 cũng có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Phải sắp mình may không mà em? Dạ phải nha chị Linh Nhật ơi. Phải nha chị, do hôm nay cô Mai bận đi công việc nên em lên live phụ cô Mai nha chị Linh Nhật. Dạ em cảm ơn chị Thảo Minh nè. À. Chị nhận. Dạ em cảm ơn chị em Lê Thị Gái à. Dạ chị xin ngôi vòng đồng vàng nè chị. Vòng đồng vàng. Một cây 300.000. Dòng đồng vàng một cây 300.000, khó bọc có khó bọc và nông nha chị. Có dòng chân. Dòng đồng vàng 300 có khó bọc và nông. Có bấm bill chưa đăng chị. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em đi rồi sắp em bấm bill nha chị. Hai bộ xi măng mã 20. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thúy à. Lắc năm chị giá nha. Dạ lắc năm chị là 450.000 nha chị. Lắc 5 chỉ là 450.000 một lắc nha chị Bèo Con ơi. Chị lắc 5 chỉ là 450.000. Lên dây sắn bướm đi chị. Dạ ok chị Mỹ Châu. Có vòng trơn lưỡi vàng không? Dạ vòng trơn là khóa bọc nha chị Thuận Phát Phan ơi. Vòng trơn là khóa bọc và nông nha chị. 600.000 một vòng, 600.000 một bộ. Dạ tỳ hưu là đồng đỏ nha chị Binh Nguyễn ơi. Bên em chất liệu là đồng đỏ, tỳ hưu cũng đồng đỏ luôn nha chị. Dạ rồi ok em cảm ơn chị Nguyễn Minh Phú à. Lên nhận màu nhỏ nhỏ đi em. Dạ em like xong dây chuyền này xong em lên nhận nhỏ nhỏ cho mấy chị xem nha. Dây sắn bướm này chị Mỹ Châu ơi. Dây sắn 1.050.000. Tùy hư đồng vàng hay đồng đỏ. Dây sắn 1.050.000. Lên lắp một cây chị xem lại. Dây sắn 1.1.000. Dây sắn 1.1.000. Dạ nhẫn con mèo chứ không phải nhẫn con bướm nha chị Thư Thư ơi. Nhẫn em con mèo em đang đeo là 250.000 nha chị. Nhẫn em đang đeo là nhẫn con mèo 250.000. Dây phen lật em đang đeo bao nhiêu tiền vậy? Dạ dây phen lật em đang đeo là dây phen lật nặng khoảng 2 cây 1.250.000. Này chị, dây phen lật em đang đeo là dây phen lật 1.250.000 nha chị. 1.250.000 mã 80, mã 80 1.250.000. Lên lắc một cây chị xem. Dạ lắc một cây 600.000. Lắc một cây 600. Lắc một cây 600.000. 600.000. Lắc bi. Dạ em cảm ơn chị Trần Vân ạ. À. Cho xem dây bản to với. Dây bản to anh lấy lại dây 1.6.000 nhân anh Phú Phú ơi. Cho coi nhẫn mặt vuông đi. Dạ ok chị Thủy Lê ạ. À. Em nhớ lấy cho hộp màu trà ni 8 nghe nhận VIP. Dạ ok chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Thảo Minh ơi. Đặt một bộ xi măng mà không thấy giá trị. Dạ chị để lại số điện thoại cho em nha chị Bobby ơi. Để lại số điện thoại mai sắp em có nhân viên gọi điện lại cho chị nha chị. Xem lắc 450 và lắc cho chị xem. Dạ chị ơi lắc 450 nè chị. Chị Băng Tâm ơi. Lắc phen lật 450 nè chị. Lắc phen lật 450. Lắc phen lật 600. Lắc phen lật 600. 600. Nhẫn bướm thôi. Dạ nhẫn em đang đeo à, nhẫn bên này hả chị? Nhẫn bên này là nhẫn mã 395, 395.000. Nhẫn mã 395, 395.000.
dây mặt em đang đeo nhiêu vậy chị Hoa Phan ơi? Cái mặt di lạc em đang đeo là mặt 400.000 nha chị. Mặt em đang đeo là mặt di lạc 400. Hồi nãy vậy em cảm ơn chị để lại số điện thoại giùm em nha chị heo con. Em không thấy rõ chứ 400. Dạ chiếc lắp 450.000 nè chị Băng Tâm ơi. Nè chị em để gần cho chị xem nè. Lắc beo lọc 450.000. 5 chỉ 450.000. Hồi nãy chị nào muốn xem nhẫn vuông nè chị. Nhẫn vuông 450.000. Nhẫn vuông 450.000. Làm ơn kêu cô học điện thoại. Mi chẳng có đọc đấy. Cặp vòng kim cương. Hồi nãy chị nào muốn xem dây trái khế. Dây trái khế nè chị. Chị Thảo Minh ơi, dây trái khế 600 nè chị. 600.000. 5 chỉ dây trái khế 600. Có dây xoắn nhỏ cỡ ba chị. Dạ không có nha chị Thanh Quý ơi. Dây xoắn nhỏ nhất bên em là 950.000 nha chị. Cặp vòng kim cương 250.000 khóa gì vậy em đó. Dạ cặp vòng kim cương 6 ly là khóa lưỡi gà nha chị. Khóa lưỡi gà nha chị Thuận Phát ơi. Một chiếc kim tiền đi tám. Dạ cảm ơn chị Kim ạ. Nè chị, cặp vòng kim cương 6 ly khóa lưỡi gà nha chị. Nè chị khóa lưỡi gà 6 ly kim cương khóa lưỡi gà 250.000. Chị heo con có dây chuồng bi. Dạ có nha chị heo con ơi, dây chuồng bi là 1.2.000 nha chị. Dây chuồng bi là 1.2.000 một dây. Chị Thi Thi lắc 450 đi em. Dạ lắc phải lắc 450 nè chị Thi Thi ơi. Lắc phải lọc 450 nè chị. 450. Lắc phải lọc 450, 450.000. Dạ chị Băng Tâm ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nhẫn kim tiền bao nhiêu? Dạ chị nhẫn kim tiền 120 nha chị. Nhẫn kim tiền 120. Nè chị heo con ơi, dây bi nè chị. Dây bi 1.2.000. Dây bi 1.2.000. 1.2.000 một dây. Nhẫn vuông. Nhẫn vuông bằng vàng. Dạ đúng. Dạ để em lấy chị xem liền nha chị Thủy Lê ơi. Gửi đồ cho chết chứ. Dạ chị Hiền Lê ơi, chị để lại số điện thoại giùm em để sắp em kiểm tra đơn nha chị. Nhóm mặt tờ đâm vàng nè chị Thủy Lê ơi. Nhóm mặt tờ đồng vàng 5 chỉ. 5 chỉ là 200. Nhóm mặt tờ đồng vàng 5 chỉ là 200.000. 5 chỉ là 200. Một cây là 250.000. 5 chỉ. 5 chỉ là 200, một cây là 250.000. Một cây là 250.000. Dạ em cảm ơn chị Băng Tâm ạ. Chị mua bên Zalo em. Dạ có ai chốt đơn cho chị chưa? Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Hiền Lê ơi. Để lại số điện thoại rồi sáng mai shop em có nhân viên gọi lại cho chị nha. Cảm ơn xin nhận. Dạ chị Thảo Nguyễn ơi. Nhẫn nữ hoàng nè chị. Nhẫn nữ hoàng mã 2 320. Nhẫn nữ hoàng mã 2 320 có hai màu, màu trắng và màu trà. Nhẫn nữ hoàng mã 2 320. Hai màu, màu trắng và màu trà. Xin lên mã 16 nhé, không không ngọt mất tiêu. Dạ đơn hàng đổ của cô đang chờ hàng mới xưởng làm về nha cô. Tại vì đang chờ dòng á cô Nguyên Nội ơi. Đang chờ dòng mà con đi hàng cho cô nha cô.
Chị lấy cặp vòng kim cương. Dạ cặp vòng kim cương là 250.000 một cặp nha chị Mẫn Đỗ ơi. Vòng kim cương là 250.000 một cặp nha chị. Chị cắt Ngọc Du có gửi mặt bạn Quang Anh. Dạ có ai gọi điện chốt đơn nha chị chưa chị Ngọc Du ơi? Tiếp tỉnh thì mấy ngày mới tới chị. Dạ khoảng tầm 4-5 ngày nha chị Băng Tâm ơi. Dạ chị Băng Tâm ơi, mã 001 nè chị. Simen mã 001 700. Simen mã 001 700.000 một bộ. 4 ly khóa ly gà nha chị, 700.000. Simen 001 7 ly khóa ly gà 700.000. 65 kg đeo ni Simen. Dạ ni 56 nha chị Tí Trần Thị ơi. Ni 56 nha chị. Dạ bên em ni nhỏ nhất là 48 nha chị. Còn chị muốn đặt ni 46 là chị phải chờ khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng nha chị Băng Tâm ơi. Cho xem dòng xi men 650. Cho xem dòng xi men. Dạ xi men 650 là xi men vàng chanh chị. Vàng chanh 650.000. Vàng chanh 650.000 có khóa bọc và nông. 650.000 có khóa bọc và nông. Chị là chạy nước miếng. Chị ơi có một cái à, nhưng mà không có nhỏ xíu à, một cái à. Em chị gửi nhận bên sắp nhận được chưa? Dạ khi nào sắp em nhận được sắp em gọi điện nha chị Nguyễn Thuận ơi. Khi nào sắp em nhận được sắp em. Mấy chị ơi cho em xin một nút chia sẻ của Lam có hai phần quà nha mấy chị. Một ông thần tài, một sâu chuỗi ngọc trai và một lá bồ đề. Cho em xin một nút chia sẻ nha, của Lam có hai phần quà. Chế đặt xi măng 004 sao không ai gọi cấp lên nha chế vậy em. Dạ chị Lân Lê, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Chị để lại số điện thoại rồi sáng mai sắp em gọi điện lại chốt đơn nha chị. Xi măng chung cư 650. Nè chị Hạnh Kiều ơi, xi măng kim cương 650.000 khóa chui nè chị. Xi măng kim cương khóa chui 650.000. 650.000 khóa chui. Chị lấy một cặp vòng kim cương đi 52. Dạ em cảm ơn chị Mẫn Đỗ à. Xi măng chấm bi nông với khóa gài đeo chung được không em? Chứ nông. Dạ xi măng chấm bi 2 ly nông là bản nó có 2 ly nó nhỏ lắm chị ơi. 2 ly chấm bi nông. Còn chị muốn đeo khóa gài chị lấy mã 16. Mã 16 là 700.000. Mã 16 là 700.000 một bộ nha chị. Cảm ơn em khi nào nhận đổi giúp chị. Dạ ok chị Nguyễn Thuận à. Dạ em cảm ơn chị Lan Lê à. Đặt hai cặp dòng chung. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Sáng mai sáng em gọi điện lại chốt đơn nha chị Thuận Phát Phan ơi. Tại chị đang đeo hai bộ nông rồi mà. Dạ chị thì chị mua thêm hai bộ xi măng mã 20 đấy chị. Xi măng nông mã 20 đây chị Nhật Thanh ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Cho chị coi lại xi măng mã 16 nha em. Dạ ok chị Tí Trần Thị à. Con ơi, số chốt đơn là số bao nhiêu? Chiều nay có người giao hàng mà cô hỏi nó nói số điện thoại là số đuôi 372. Dạ số đuôi bên con, số điện thoại sắp con nè cô ơi. Số điện thoại sắp con là 09, số 9 là 0918487872.
Còn hai số hotline là 0977763992 và 0777644992 nha cô, chứ không có số 372 đuôi nha cô. Bên con số 9 là 872 đuôi chứ không phải là 372 đuôi nha cô. Để xác chị nhẫn con mèo. Dạ nhẫn con mèo nè chị. Nhẫn con mèo 250.000. Nhẫn con mèo 250.000 một nhẫn. 250.000. Chị một bộ đồ bộ 005 giảm. Dạ, cảm ơn chị Trương Ngân ạ. À. Cộng dây xoắn cỡ mấy chị về em. Dạ cộng dây xoắn 1.050.000 là tầm 7-8 chỉ nha chị Thanh Quý ơi. 1.050.000 thì tầm 7-8 chỉ nha chị. Dạ bên em là đồng đỏ nha chị Nguyễn Trang ơi. Bên em chất liệu là đồng đỏ nha chị. Bây giờ em lên nhẫn cho mấy chị xem nha. Nhẫn VIP 250.000, nhẫn VIP tròn 250.000. Nhẫn VIP tròn 250.000, nhẫn này có dòng nữa nha mấy chị. Dòng là 700. Nhẫn VIP tròn 250.000, có hai màu, màu trắng và màu trà. Dòng là 700. Em đặt vòng ni 58 mà giao em tới. Dạ chị gửi lên shop em đổi lại nha chị Ngọc Trần Nguyễn ơi. Gửi lên shop em đổi lại nha chị. Nhẫn VIP vuông. Nhẫn VIP vuông 250.000. Nhẫn VIP vuông 250.000, có hai màu, màu trắng và màu trà. Nhẫn VIP vuông 250.000. Màu trắng và màu trà. Nguyễn Thảo dạ nhẫn mèo là 250.000 nha chị Nguyễn Thảo ơi. Nhẫn mèo em đang đeo là 250.000. Chị 60kg vòng đi mấy thì em. Dạ 60kg 56 nha chị. Chị Phúc Thanh ơi. Nên 56 nha. Chị coi nhẫn đồng vàng khoen lật 200. Dạ ok chị Nguyễn Phương à. Em gửi rồi chừng nào em. Dạ tầm 4-5 ngày nha chị Ngọc Nguyễn Trần ơi. Tầm 4-5 ngày nha chị. Dạ chị Nhã Phương ơi, nhẫn khoen lật 200 này chị. Nhẫn khoen lật đồng vàng 200. Nhẫn khoen lật đồng vàng 200.000. Màu vàng chanh. Đang đeo bên màu. Dạ em đang đeo. Em màu vàng chanh đeo bền màu. Dạ bền nha chị Nguyễn Phượng ơi. Nhẫn bông mai vàng 240 em. Dạ có nha chị Mai Thị Lê ơi. Có nhẫn bông mai đồng vàng nha chị. Dạ em cảm ơn chị Mẫn Đỗ à. Đổi lấy đi 58 cho em. Dạ ok chị Ngọc Trần Nguyễn à. Nhẫn túi thơm 300. Nhẫn túi thơm 300 có 4 màu. Màu trà, màu hồng, màu xanh và màu tím. Nhẫn túi thơm 4. Nhẫn túi thơm 300. Nhẫn kim tiền như vậy. Dạ nhẫn, nhẫn kim tiền anh đang đeo là nhẫn kim tiền 120 nha chị. Nhẫn kim tiền 120. Bên em bao ship 120 bao ship. Dạ em cảm ơn chị Hoa Phan à. Dạ không nha chị ơi, chị có màu trắng thôi nha chị. Chị gái quê ơi. Em ơi, hôm bữa chị có đặt nhẫn bên em, shipper điện hỏi chị giao ở đâu, chị nói giao công ty rồi shipper bờ bên này khác giao cho chị rồi. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Hồng Nhiên ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị.
có cái mặt dây bà Phật lớn để đeo cộng nha. Dạ có nha chị Nguyễn Thu Thị ơi, mặt mẹ Quan Âm bên sát em nhiều nhớ lắm nha chị. Nhẫn bông mai đồng vàng 320. Nhẫn bông mai đồng vàng 320. Dạ nhẫn kim tiền là chất liệu bằng đồng đỏ nha chị Lê Bi ơi. Đồng đỏ nha chị. 120 một nhẫn, nhẫn kim tiền 120. Nhẫn kim tiền 120. Chị Việt Trần cho chị xem vòng kim cương. Dạ vòng. Vòng kim cương là cặp vòng kim cương là 250.000 một cặp nha chị Việt Trần ơi. Vòng kim tư cương này chị 250.000 một cặp. 6 ly khóa ly gà. 250.000 một cặp. Nhẫn bông mai đồng vàng 150.000. Nhẫn bông mai đồng vàng 150.000. Dạ em cảm ơn chị Hồng Nhiên à. Nhẫn bông mai 350. Nhẫn bông mai 350.000. 350.000. Màu vàng chanh đẹp. Dạ không nha chị Duy Khang ơi. Không bay màu nha chị. Nhẫn N95 500. N95 500.000. Nhẫn N95 500.000. Nhẫn này có vòng và có mặt nữa nha chị. Vòng 950. Mặt 500. Một bộ của nó là 1.950.000. Mua một bộ bớt 50.000 còn 1.900. Bộ mã 95. Mặt 500. Vòng 950. Nhà nhẫn 500.000. Nhắm chào chị Đặng Thủy à. Có vòng cặp vàng trên không em? Dạ không chị ơi. Vòng phụng ly 60 500. Nhận mã 220. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Phương Thanh à. Em ơi có mèo không hả? Em có con. Dạ có nhẫn tỳ hưu được không chị Nguyễn Thảo? Nhẫn tỳ hưu là 150.000 nha chị. Còn nhẫn mèo em đang đeo là nhẫn mèo 250.000. Nhẫn mèo 250.000. Có nhẫn tỳ hưu nha chị. Nè chị, nhẫn tỳ hưu 150.000. Nhẫn tỳ hưu 150.000. Nhẫn hộp trắng như vậy. Dạ nhẫn hộp trắng em đang đeo là nhẫn mã 235. 235.000. Nhẫn hộp trắng em đang đeo là nhẫn mã 235. 235.000. Có mặt ông Di Lạc nhỏ không em? Dạ có nha chị Hạnh Huỳnh ơi. Mặt ông Di Lạc nhỏ 300 nha chị. Có mặt ông Di Lạc 300 nha chị. Nhẫn Vương Niệm N2 300.000. Có màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu trà và màu tím. Nhiều bà dưỡng da say khách nên tự thân mụn nó hành nám với thằng em. N2 300.000 có 5 màu. Nhẫn N2 300.000 có 5 màu, màu tím, màu xanh, màu trà, màu trắng và màu đỏ. 300.000. Nhẫn tỳ hưu màu đỏ. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Linh nè.
kim lắc em đang đeo bao nhiêu? Dạ lắc em đang đeo là lắc ven lọc 3 cây 1.250.000. Lắc em đang đeo là lắc ven lọc 3 cây 1.250.000 và lắc ven lọc 5 cây 1.800. Để em đưa cho mấy chị coi nha. Này chị, lắc ven lọc em đang đeo là 1.250.000, 3 cây 1.250.000. 5 cây là 1.800. 5 cây là 1.800. Chị Hạnh Trần nhận tì hưu ni năm màu đỏ. Dạ em cảm ơn chị Hạnh Trần à. Hồi nãy chị nào muốn xem mặt di lạc nhỏ nè chị. Mặt di lạc nhỏ 300 có màu xanh. Màu xanh cấm thạch, màu tím, màu đỏ, màu trắng. Màu đen. Mặt cấm thạch nhỏ 300 có mặt đúc. Mặt di lạc đúc 300. Di lạc đúc 300. Mặt cấm thạch 5 màu. Màu cấm thạch, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu đen 300.000. Lắc vảy cá bạn nhỏ khóa nhiều. Dạ lắc vảy cá là bạn nhỏ là khóa hộp nha chị Bèo Con ơi. Khóa hộp nha chị. Nhận mã 240.000. Nhận mã 240.000. Nhận mã 240.000. Có lắc đây. Nhận N23. Nhận N23 203. N23 203. Dạ em chào chị Hồng Ngọc ạ. Có mặt mẹ Quan Âm đúc nhỏ. Dạ có nha chị Chí Phèo ơi. Dạ có mặt mẹ Quan Âm nhỏ nha chị. Nhận kim tiền em đang đeo như vậy. Dạ chị Trần Ngọc ơi, nhận kim tiền em đang đeo là nhận 120 nha chị. Nhận kim tiền 120. Bao ship nha chị. Nhận kim tiền 120. Dạ 850 nha chị. Lắp vảy cá nhỏ là 850.000. Lắp vảy cá nhỏ là 850.000 nha chị Bèo Con ơi. Có dây nhỏ không em? Dạ có nha chị. Có dây chép khá nhỏ là 600.000. Tầm 5 chỉ 600.000 nha chị. Có vòng kiểu nào khoảng 300 không em? Dạ có nha chị Phát Hồng ơi. Vòng đồng, có vòng đồng vàng nặng khoảng 1 cây 300.000. Có đồng đỏ luôn nha chị. Đồng đỏ cũng 300, đồng vàng 300. Dạ chị để lại số điện thoại cho em nha chị Trần Ngọc ơi. Này chị, vòng đồng vàng đặt nặng 1 cây 300.000. 300 đồng vàng có lông có khóa bọc 300. Có đồng đỏ. Đồng đỏ 300. Đồng đỏ 300. Dạ em cảm ơn chị Trần Ngọc ạ. Nhận mã 204 có. Dạ nhận mã 204 chị có màu sần. Nhận mã 204 có màu. Dạ không nha chị có màu trắng thôi nha chị ơi. Cho xin lại lắc mã 450 đi tại nhân viên. Dạ chị lắc mã 450 nè chị. Xin nhận thêm tiền nữa. Lắc mã 450 nè chị. Chị Băng Tâm ơi, lắc mã 450, 450.000 nha chị. 450.000. Cho em xem lắc vảy cá. Dạ ok chị Duy Khang. Nhẫn kim tiền lưới nè chị. Nhẫn kim tiền lưới 220. Nhẫn kim tiền lưới 220. 220 có dòng lên nha mấy chị. Dòng 700, nhẫn 220. Nhẫn kim tiền 201. Nhẫn kim tiền 201, dòng kim
dòng là 650, dòng là 650, cái tiền trơn bóng là 700. Nhẫn gọn sóng 215, nhẫn gọn sóng 215, dòng là 608. Nhẫn lưới 6, nhẫn lưới 200, nhẫn lưới 200, dòng là 600, dòng 600. Dạ có nha chị, có khóa hộp khóa tròn luôn nha chị Băng Tâm ơi. Chị muốn lấy khóa hộp thì em lấy khóa hộp cho chị nha chị Băng Tâm. Không mấy con đổi lấy vòng ba. Dạ ok, con Nguyên nổi nha. Cho chị lấy một vòng đồng vàng một cái. Dạ em cảm ơn chị Thịnh Nguyễn ạ. Dây đang đeo có nhỏ hơn không em? Dạ có nha chị, dây em đang đeo có nhỏ hơn nha chị. Chị muốn lấy nhỏ hơn chị lấy dây 900 nha chị. Nha chị Huỳnh Thúy ơi, dây em đang đeo nhỏ hơn nè chị, 900 ngàn. 900. Dây phen lọc 900. Lấy chị một nhận lưới đó luôn. Dạ ok chị Trần Ngọc ạ. Cho chị coi với kim tiền trơn. Cho chị coi vòng kim tiền trơn 700. Dạ ok chị em lấy chị xem liền nha chị Đặng Thủy ơi. Dạ em cảm ơn chị Thanh Quý ạ. Cho chị xem mặt mẹ Quan Âm. Cho chị coi vòng trơn đầm vàng. Dạ vòng trơn đầm vàng này chị. Dòng trơn đầm vàng 300. Dòng trơn đầm vàng 300 ngàn một dòng. Nặng một cây 300 ngàn. Có nông có khóa bọc 300 ngàn. Cho xem nhẫn mèo. Và nhẫn mèo em đang đeo là nhẫn hai mèo 250 ngàn này chị Như Nguyễn ơi. Nhẫn mèo 250 ngàn. Hồi nãy có chị nào xem lắc vảy cá này chị. Lắc vảy cá 850 ngàn. Lắc vảy cá 850 ngàn. Lắc vảy cá 1.500.000. Lắc vảy cá 1.500.000. Lắc vảy cá 1.500.000. Nhà chị ơi, nãy chị nào muốn xem vòng kim, chị Đặng Thủy ơi, vòng kim tiền trơn bóng 700 này chị. Vòng kim tiền trơn bóng 700 ngàn. 700 ngàn một vòng. Nhà chị Phan Huỳnh Hoa mặt mẹ Quan Âm này chị. Mặt mẹ Quan Âm 200. Mặt mẹ 230. Có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Màu trắng. Và màu đen. Mặt mẹ Quan Âm 280 cũng có 5 màu. Màu đỏ. Màu vàng. Màu xanh. Mặt mẹ Quan Âm 208. Mặt mẹ Quan Âm 300. Mặt mẹ Quan Âm 308. Nè chị Phan Huỳnh Hoa mặt mẹ nè chị 200. 230 có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu đen. Mặt mẹ Quan Âm cũng có 5 màu. Mặt mẹ Quan Âm đúc 300, mặt mẹ 308. Và dây phen lọc nhỏ nữa nè chị ơi. Dây phen lọc 700. Dây phen lọc 700 nè chị, nhỏ nữa nè chị, nhỏ hơn cái dây 900 nè chị.
700 ngàn. 700. Dây khuyên lọc 800. Dây khuyên lọc 800. Xi men có màu giống màu lắc em đó. Dạ có nha chị Nguyễn Kim Phượng ơi, có nha chị. Mai chốt đơn liền cho chị được không? Dạ được nha chị, chị để lại số điện thoại rồi mai shop em có nhân viên gọi điện chốt đơn chị nha. Dạ em cảm ơn chị Mai Phạm ạ. Nhẫn N5 350 ngàn. Nhẫn N5 350 ngàn. Cho chị coi lắc bi đi em. Dạ lắc bi là 550 ngàn nha chị Nguyễn Phương Thanh ơi. Lắc bi nè chị. Chị Phương Thanh ơi, lắc bi 550 ngàn. Lắc bi 550 ngàn. Dạ có ai gọi có chốt đơn, có nhân viên chốt đơn như chị chưa chị Trinh Vinh ơi? Nếu mà chốt rồi là hàng đang đi nha chị. Nếu mà chốt đơn rồi là hàng đang đi nha chị Trinh Vinh. Nhẫn mã N5 350 ngàn. Nhẫn này có dòng có mặt luôn nha chị. Mặt là 400. Mặt 400. Dòng là 1.350.000. Dòng 1.350.000. Nhẫn mã 520 520.000. Nhẫn mã 520 520.000. Dạ nếu chốt đơn rồi, nếu chốt đơn rồi là hàng đang đi nha chị Trinh Vinh. Chốt đơn rồi là hàng đang đi nha chị. Một nhẫn mèo vàng canh giảm. Cảm ơn chị Ngân Tiền Kim ạ. Mặt mẹ dạ không chị ơi, chị có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen và màu đỏ thôi chị. Chưa có màu xanh, chưa có màu xanh biển nha chị. Nhẫn mã 0045 500 ngàn. Có màu đỏ, màu tím, màu trắng giá bao nhiêu? Dạ 230 nha chị. 230 nha chị Huỳnh Hoa Phan ơi. Nhẫn mã 0045 500 ngàn. Có màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu trắng và màu trà. Có 5 màu. Mã 0045 500. Có gì? Dạ dây em đang đeo. Có dây xích con em. Dạ dây xích. Cho chị mua nhẫn bông mai sao chưa nha ha chị. Dạ chị Trang Kiều ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Trang Kiều. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Chị đặt một nhẫn mã 230 sau 3 ngày hôm nay. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Thanh Quý ơi. Để lại số điện thoại rồi sáng mai sắp em gọi điện lại cho chị nha. Dây em đang đeo là dây phan lọc mã 80 1.250.000. Dây phan lọc mã 80 1.250.000. Chị có đặt hàng sao không thấy ai giao gọi em. Dạ có ai gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Tại trên app em chưa thấy số điện thoại của chị á. Để lại số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Hiền ơi. Nhận mã 100 300 ngàn. Nhận mã 100 300 ngàn.
nhận mã 100 300.000, có màu xanh dương, màu tím, màu xanh lá, màu vàng, màu cam và màu đỏ. Mã 100 300.000, nhẫn kim tiền bao nhiêu? Dạ nhẫn kim tiền là 120 một chiếc nha chị. Nhẫn kim tiền là 120. Có lắm, 450 có hợp không chị? Dạ có nha chị Băng Tâm ơi. Có nha chị. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Hiền ạ. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Phượng ạ. Nhẫn N35 350.000. Nhẫn N35 350.000. Có 5 màu. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu trắng và màu trà. Mã nhẫn mã N35 350.000. 350.000. Dạ em chào chị Lan Nguyễn ạ. Nhận mã 375 350.000. Nhận mã 375 350.000. Nhận mã 375 350.000. Có màu xanh biển, màu tím, màu đỏ, màu trà và màu xanh lá. Mã 375 350.000. Chị đặt một bộ dòng Siemens 005 với chiếc nhẫn không mai. Có ai gọi điện chốt đơn cho chị chưa chị Phạm Duyên ơi? Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Để lại số điện thoại giùm em nha chị Phạm Duyên ơi. Nhận mã 101. Nhận mã 101 500.000. Nhận mã 101 500.000. Mã 101 500.000. Có 3 màu, màu tím, màu trắng và màu trà. Mã 101 500.000. Một chiếc nhẫn tỳ hưu. Dạ, chị Nguyễn Rốt ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Nguyễn Rốt ơi. Cho chị xem vòng phát tài phát lộc. Dạ Huỳnh, chị Huỳnh Bích Tuyên, vòng phát tài phát lộc là 1.100.000 nha chị. Dạ cảm ơn chị Phạm Duyên ạ. À. Nè chị, vòng phát tài phát lộc 1.100.000. 1.100.000 một dòng. Dòng phát tài phát lộc 1.100.000. Dòng sòn Maroc 600. Dòng sòn Maroc 600.000. Cho chị xem con mèo hay con gì cho nó. Dạ chị Nguyễn, chị Lê Thị Hồng Thảo ơi, nhẫn em đang đeo là nhẫn con mèo đồng vàng 250.000. Nè chị, nhẫn em đang đeo là nhẫn đồng vàng con mèo. Nhẫn con mèo 250.000 nha chị. Nhẫn con mèo 250.000. 250.000 nhẫn. Nhẫn con mèo 250.000. Em ơi gửi cho chị đôi bông tai nụ đôi nào cũng được. Vậy chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Hương Hà ơi. Vậy chị Phước Mai ơi, lắc em đang đeo trên tay là lắc phen lọc 3 cây 1.250.000. Lắc phen lọc em đang đeo trên tay là lắc phen lọc 1.250.000. Và lắc phen lọc 5 cây 1.800.000. Lắc phen lọc 5 cây 1.800.000. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thảo ạ. À. Lắc phen lọc em đang đeo trên tay này chị. Lắc 5 cây 1.800.000. Lắc 5 cây 1.800.000. 3 cây là 1.250.000. 3 cây là 1.250.000. Chị đặt vòng kim cương ni năm 4 mà không thấy gọi gì. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Diễm Sương ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Em cho chị coi lắc một cây. Và lắc một cây nè chị
Chị Hồ Tuấn ơi, lắp một cây là 600 ngàn, lắp một cây 600 ngàn, một cây 600 ngàn. Cho chị coi lắp chữ công. Dạ ok chị Trang Chu à, nhận mã 2 320, nhận mã 2 320, có hai màu, màu trắng và màu trà. Nhận mã 2 320. Dạ em cảm ơn chị Huỳnh Bích Tuyền à. Lắc chữ công nè chị, lắc chữ công 600, lắc chữ công 600 ngàn, lắc chữ công 600. Nhẫn em đang đeo nó giữa có đi năm. Dạ có nha chị Phương Hương ơi, nhẫn em đang đeo là nhẫn mã 235 235 ngàn, có đủ ni nha chị, bên có đủ ni mã 235 235 ngàn. Còn bên này là em đang đeo là nhẫn mã 395 395 ngàn, nhẫn mã 395 395 ngàn. Nhẫn mã 101. Sao lại con lại con con? Nhẫn mã 101 250 ngàn. Cái này nó không lên dữ vậy. Ê chào mấy chị nha. Trời ơi, bữa nay bà có ông chị, mấy chị. Mấy chị like hộ, mấy chị mua cái gì lấy, mấy chị lấy cho mấy chị coi coi chị máy gì đâu trên núi á mấy chị. Tiền thôi bỏ giống có máy không. Nhẫn mã 101 250 ngàn. Có màu xanh rêu, màu xanh lá, đỏ, tím và màu vàng. Mã 101 250 ngàn. Ủa hợp mai mấy chị, bên này mộng mới nhiều lắm luôn á. Bên này mộng mới nhẫn nam rồi chưa con? Đeo đeo nhẫn nam lên. À, nhẫn nam á. Cho mấy anh đặt trang mua mà trời ơi, gái đẹp mà muốn cho anh mấy ông hộ. Ủa hợp mấy anh mấy chị ơi, nhẫn nam đẹp lắm luôn nè con. Con đem chiếc con giữa vô. Cái bà nhỏ quá, em vừa nhẫn nam chút xíu, tay chút xíu à. Chút ra là nhỏ nhỏ. Cái này bự lắm à. Nè, đeo khóa này đi. Ủng hộ nhẫn nam đẹp lắm nè cả nhà ơi. 320 một chiếc tao biết luôn. Cái tay bác tỷ nó nhỏ dữ lắm, mặn như công chúa vậy á. Nhẫn nam mới về mã 0012 320. Quá làm xong đó mấy anh. Tròn đẹp lắm. Mã 0012 320. Vậy trồng cho mấy anh coi. Vậy trong lòng nó bóng đẹp. Alo ở trong lòng. Alo Băng Tâm, Băng Tâm ơi, alo em. Cái ngón áp út của chị mấy vậy? Cái ngón áp út là ngón nào vậy con? Nhắn chim tiền. Dạ ngón này em đeo có ni 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 4 rồi chị ơi. Có ni 3 luôn. Chứ bèo ơi, có ni nhỏ luôn em. Dạ bên em có đủ ni nha chị. Chị đặt ni bao nhiêu em chốt cho chị nha chị. Dạ chị Phượng Kim mới nhẫn mèo là 250 ngàn nha chị. Không có đâu miếng gì cho người. Nhẫn mèo em đang đeo là nhẫn mèo 250 ngàn. Xấu quá luôn đúng không đó nhà. Để xác con mèo cho chị coi. Ok chị. Nè chị, nhẫn mèo 250 ngàn nè chị. Nhẫn mèo 250 ngàn. Lấy nhẫn mã 200. Dạ em cảm ơn chị bé bự à. Để xác con mèo cho chị coi gì kìa. Nhà chị ơi, nhẫn mèo 250 ngàn nè chị. Đồng vàng nha mấy chị nha. Đồng vàng. Chị rẻ hỏi em đi chị. Không mới nhiều lắm luôn. Ôi mấy chị coi like mấy chị cũng có like, không có cô gì chứ có trăm mấy nè. Em like cái 400 500 mấy chị buồn ngủ hết trơn rồi phải không? Nhẫn kim tiền 120. Nhẫn kim tiền 120 mấy em có đủ ni nha chị. Nhẫn mèo 250 chị ơi. 250 chị Kim Phượng ơi. Dạ em có chị Kim Phượng à. Bà nhẫn thôi không? Nhẫn mèo nè chị, nhẫn mèo 250 ngàn, nhẫn mèo 250 ngàn. Cho xem lắp chân cho chị Nguyễn Ngọc coi con, giờ mình đứng con lấy đồ phụ thủy. Chị Mai ơi, xem cái lắp 450 cái hóa hộp. Dạ em chào chị Ngọc Phượng Trần ạ. À.
Dạ, Băng Tâm ơi lấy lắp 450 Băng Tâm tôi. Rồi lắp chân này con gửi. Băng Tâm ơi lắp 450 em lấy lắp 600 cho đẹp. Này chị ơi, lắp chân này chị, lắp chân 400.000. Lắp chân 400. Sáng giờ chưa tới đầu nha cả nhà. Bắt đầu gói bùi thường sáng giờ. Sáng giờ. Anh chào các chị, mấy chị. Lắp lên là 450.000 này chị. 450.000. Cho cái em đặt cái dòng kim tiền như 54 không có thấy gọi luôn hả? Không thấy gọi để số điện thoại dùm cho Mai em Diễm. Dạ có nha chị Trang. Trang Chu ơi, bên em có đủ ni nha chị. Cho coi xin em. Chị đặt chị để lại số điện thoại dùm em nha chị. Dạ kim tiền cái này em. Có, dạ có nha chị. Có phá hộp. Có phá hộp. Bữa nay ba nghĩ làm móc tròn rồi. Làm phá hộp em. Quầy niệm chị Mai chào em quầy niệm ơi. Vô trực tiếp like mà không có thấy like. Ủa sao vậy? Không thấy like hả? Là sao? Không, nhận mã không không bảy. Không thấy like. Không có anh. Nhận mã không có 7300. Có 5 màu. Màu trắng, màu đỏ, màu tím, màu xanh và màu trà. Vậy là không có thông báo rồi. Mã 007 300. Tối nào cũng like mấy chị nha. Tối nào Mai cũng like. Chừng nào Mai không rảnh Mai bé Thủy like hay là chị Một like hay là bé Hồng like. Cái này cháu bộ không đó cả nhà nha. Đẹp dễ thương không? Chưa có bộ nghe mấy cả nhà. Mấy chị có con em trai gì vậy không? Mấy bé này nó chuẩn ra chưa tuổi nào? Đôi mươi luôn đó mấy chị. Đẹp dễ thương rồi, giỏi xuất sắc luôn đó. Giỏi như Mai vậy đó. Yeah, nhận trái thơm 450.000. Mai gả cho mấy chị. Nhận trái thơm 450.000. Bán vàng mà gả cháu mới chịu nổi. Nhiều chị thương lắm mấy chị. Nhiều chị lên nhà em làm dâu nha. Các bà dễ thương giống Mai không mấy chị nè. Có mấy chị thích cưng ghê không? Cưng xỉu luôn. Cái này là cưng giữ cái nè. Mà nó trốn không bao giờ lai luôn mấy ly chứ. Đây. Dạ nhận ốc giữa em đang đeo nè chị. Hiếu Trung ơi, nhận ốc giữa em đang đeo là nhận mã 235 235.000. Ximen trơn 4 ly. Nhận mã 235 235.000. Trời ơi, ximen trơn đẹp lắm luôn. 600.000. Sáng nay em có chị khách đó, bả 6 mấy tuổi bà loại em quen rồi mà em chưa có em mà sáng giờ công chuyện nhiều quá em chưa có đăng lên. Hôm nay thấy Phương ơi. Đẹp. Đó, khen tôi đẹp trời ơi, trơn 4 ly 600.000. Ximen trơn. Đẹp, tôi thấy gớm chưa tôi đẹp. Không có thai gì vô người luôn, nó đẹp. Hôm nay em thấy mày lầy đúng không? Ximen trơn 4 ly dạ. 600.000. Em thấy lầy hậu. Đẹp đâu, xấu quá à. Nhà con tì hưu là đồng đỏ nha chị Minh Nguyễn ơi. Bạc mộc dễ thương, mở đầu like cho mấy chị em coi luôn. Vậy nhà của em con thì hôn nhỏ mà giờ em chở con thì hôn bự được. Nhận VIP 600. Okay. Nhận VIP 600.000. Nhận VIP 600 có dòng và mặt luôn nha mấy chị. Dòng nhìn chị Mai like à. Trời ơi Thủy dễ thương, Thủy đẹp gái dễ thương xỉu luôn. Nhận 600, mặt 600, dòng 1.2. Trời ơi cô sống quá ngon luôn. Dạ em cảm ơn chị Hồng Lý ạ. À. Cảm ơn cả nhà nha. Điền chị Mai like trời ơi, chị Mai tính từng mọi người chị Mai like kìa, thấy thương chưa. Chị Mai cảm ơn ngoài này em nè, cảm ơn cả nhà nè. Nhận mã 450, 450.000. Nhận mã 450, 450.000. Có màu trắng, màu trà, màu đỏ, màu tím và màu xanh lá, có 5 màu. Băng ơi, em đặt cái lắp phá hộp không phải phá tròn đúng không? Ok, ngày mai điện. Bữa nay cũng mai làm phá hộp không ạ? Mã 450, 450.000. Có 5 màu. Màu đỏ, màu trắng, màu trà, màu xanh và màu tím. Mã 450, 450.000. Thủy lấy cái băng phá hộp cho Băng Tâm coi. Băng Tâm ơi, đừng có lo, bữa nay mai làm phá hộp không em? Em ở Hậu Giang, đừng có cho địa chỉ trên đây. Phá hộp 450 đâu? Đưa cho Băng Tâm đừng lấy phá tròn nha. Đây phá hộp nè. Dạ 450.000 phá hộp nè chị Băng Tâm ơi. Ngày mai để lại bình luận giùm chị trên cái phá hộp 450. Phá hộp mấy 450.000. Rồi thích phá hộp làm phá hộp nha. Ok. Mã 101 có bông tai không em? Sáng giờ chưa ăn cơm. Dạ có nha chị Bé Heo. Dạ cảm ơn chị Ngọc Anh nè. Mấy chị
chỉnh điện em có bự không nè? Đồ chị mà. Mai đẹp quá, dạ em cảm ơn chị Mai thì bé đẹp à. Em không nhờ mà em có bự đâu, em người mẫu, siêu mẫu luôn á. Em ngồi mấy chị thấy em mập bự, có bự. Nhắn kim tiền có đi 20 chị Trang Chui. Ôi, đồ của chị Mai đẹp lắm luôn, cảm ơn em bé, bé đẹp ơi, Mai thì bé đẹp ơi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà. Rửa xà bông, rửa chanh, chỉ mấy cô xài con. Rửa xà bông, rửa chanh. Lấy khăn chùi chùi. Nha, mấy chị nha. Rửa xà bông, rửa chanh, lấy khăn chùi 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 đại lên cái lắc bụng. Cái mặt đang đeo bao nhiêu vậy em? Em nói nhiều dạ. Quá cho thủy like nha mấy chị nha. Mặt em đang đeo là mặt Di Lạc 400.000. Ôi, mới làm xong chiều nay đẹp lắm luôn. 400.000 vậy. Lớn á. Chị Mai ở em nhận được. Nhẫn rồi, nhưng hơi rộng. Giờ chị gửi lên em đổ cho nha chị Mận đổ à, ơi. Mặt bự đẹp quá trời, chiều nay mới làm xong có móc to đùng luôn cả nhà ơi. Mặt bự mới làm xong chiều nay. Mặt Di Lạc em đang đeo này chị. Di Lạc em đang đeo 400. Cái mặt đem cho nó cái kèm với cái mặt trái tim. Mặt trái tim mới làm xong. Di Lạc em đang đeo là 400.000 này chị. Con có mấy mẫu mới là 400.000. Dạ có con. Dây phụng đi con, có dây phụng 400.000. Em đang ngồi kỳ thuốc đồng tắm lắc ba cây nè sáng. Dạ em cảm ơn chị Tiên Nêu ạ. Con đặt hồi sáng rồi á. Dạ đặt hồi sáng là tầm 4-5 ngày là có hàng nha chị Băng Tâm ơi. Tầm 4-5 ngày là có hàng nha chị. Chị đeo cái mặt này mới làm đẹp lắm. Xem lắc 4 cây, và lắc 4 cây là 1.550.000 nha anh ha. Cho mấy cô coi cái này cái. Cái này đẹp lắm đây cả nhà. Cái tim mẫu mới đeo cái dây này vừa xứng luôn cả nhà ơi. Dạ mấy chị em mặc trái tim mã 026 250.000. Dây phụng là 850.000. Đeo hoài mới 4 đó chị. Dây phụng 850.000, mặt trái tim mã 026 250.000. Dì cháu nói chị dễ thương. Dạ cảm ơn chị Mai thì bé đẹp ạ. Dạ dì cháu dễ thương lắm cả nhà ơi. Ủng hộ Mai cả nhà ơi. Bé nào cũng dễ thương hết trơn. Bé này là dễ thương nhất. Bé Hồng. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Kim Phượng ạ. Mặt trái tim mới về chiều nay nè mấy chị ơi. Mã 026 250.000. 026 250.000. Đây bé này dễ thương đó mấy chị. Em luyện vài bữa em cho bé này đây. Bé này dễ thương dữ. Đó đẹp chưa, dễ thương chưa. Cháu em đẹp dễ thương không mấy chị ơi. Dạ Ngọc Ánh này ok Ngọc Ánh nha. Tại sao thôi em ơi, có bên chị điện muốn mua dữ lắm. Mua mà hết tiền rồi. Em đỡ ghiền chị Mai. Ừ ok, bán thiếu luôn. Bán hoài nhà em thiếu luôn. Thấy đường quá à, nhận, bán thiếu luôn. Nhận chữ H 300. Nhận chữ H 300. Nhận chữ H 300 màu hồng, màu xanh và màu tím. Chào em Lily Phan. Dạ chào chị Lily Phan ạ. Hiền không ạ, rất hồng hiền. Cho coi dây chuyền liền mặt không có chữ N700. Dạ ok chị, em lấy chị xem liền nha chị. Nguyễn Huyền Châu ơi. Lấy gì vậy con? Ngày mai con thêm đâu bà ta. Em ơi, bà con nói nè em. Sao cái cổng dây chuyền cái đường hàng bên đây còn cổng nào thì con lụm bán hết trơn mày. Hả? Con làm gì bánh vậy? Con không lỡ đồ ạ? À? Nhận mã 235. Nhận mã 235 235.000. Nhận mã 235 235.000. Lên lấy dây chuyền đem lên đừng cho nhầm kia nó lại. Mã 235 235.000. Còn trắng dây phụng cỡ mấy chị vậy chị? Nhà tầm 5-6 chỉ nha chị. Mấy chị đẹp gái mà không có bồ mấy chị ơi. Ê mấy chị ơi. Ê sắp ế luôn mấy chị. Em cũng ơi sắp ế nó nè mấy chị. Em bị bố rơi rồi. Dạ ok chị, em lấy lắc 4 cây chị xem ạ. À.
cho em xem xi men. Dạ chị bé, bé bự, em chào chị bé bự. Xi men mẫu mới nha. Con lấy xi men mẫu mới cho con bé bự xem. Dạ lắc 4 cây này chị Phan Trọng Hiếu ơi, lắc 4 cây. Em 1.550.000. Lắc 4 cây 1.550.000. Chị Băng Băng 235. Vậy chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Băng Băng ơi. Xem xi men cái con. Không có một đâu. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Không có một đâu. Dạ đúng rồi chị. Phạm Dương ơi, sắp em giao hàng bên bưu điện nha chị. Sắp em giao hàng bên bưu điện nha chị Phạm Dương ơi. Dạ nãy chị nào muốn xem dây N800 nè chị. Dây N800. Mẫu này chị đang ra nhiều đúng không? Lên xi men cho mấy cô cái này không? Mẫu này đắt lắm, đẹp lắm nè cả nhà ơi. Xi men nè mấy chị ơi. Xi men mã 001. Mẫu lên nước nè. Xi men mã 001 4 ly khóa lý gà. Dạ em cảm ơn chị Băng Băng à. Cô lấy xi men đợi nha. Xi men mã 001 700. Đang gửi mấy cô gửi em kịp á. 700.000. Mã 001 rồi, 700. Mẫu viết cho mấy cô đi. Xi men mã 002 màu vàng chanh. Muốn mua dữ lắm mà không có tiền cho mai bán thiếu em về đệm nè. Xem mắt chân dạ Ngọc Quỳnh xem mắt chân ha. Xi men mã 002 700 màu vàng chanh. Màu vàng chanh 700. Mấy bự coi xi men nhớ mã giùm em mấy bự. Xi men tha kem trộn lên được luôn mấy chị nha. Còn mai cứ tha kem nữa sẽ bông nữa chanh hoài luôn nè. Tìm mấy. Xi men mã 003. Xi men mã 003 700. Có ai cái đồ cho anh chị này chưa? Xi men mã 003 700.000. Có ai chị 700.000 mã 003. Có ai chị bắt công chị bếp bếp thử lai. Thế. Xi men mã 004 700. Xi men mã 004 700. Kim cương 3 ly rưỡi khóa bọc nha mấy chị 700.000. Đặt nặng khóa bọc 700.000. Mã 004 cho chị Quỳnh mất tiền xem phát lộc phát tài. Chịu mốt á. Rồi mai lấy liền mất tiền thôi. Dạ chị Bích Tuyền ơi, dòng phát tài phát lộc nè chị. Chị Hà Hương Hạnh ơi, chị có nghe trong tay chị để xuống thoại giùm em nha. Dòng phát tài phát lộc 1 triệu 1. Chị coi xi men để xuống thoại chậu in để gửi cho chị chủ. Dạ chị Băng Băng ơi, xi men mã 001 nè chị. Xi men mã 001 700. Màu 18 á. 700.000. Màu vàng 18 nha mấy chị. 001 là 18 đồng đỏ. 700.000 4 ly khóa lý gà. Đẹp lắm cả nhà. Dạ em cảm ơn chị Đan Châu à. Xi men mã 005 màu vàng chanh. 450 với 600 với 700. Xi men mã 005 màu vàng chanh. 700.000 một bộ. 700.000 một bộ màu vàng chanh. Quá trời đồ luôn á mấy chị. Mã 005. Xi men trương đồng đỏ 600.000. Xi men trương đồng đỏ 600.000 có nông và có bọc. Nông có bọc 600.000. Đồng đỏ trương 600. Cái này cũ hả? À, một cây hả? Dòng 7 ly. Dòng 7 ly 850.000 một bộ. Dòng 7 ly 850.000, chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp. Một cặp là 270. Một cặp 270 dòng 7 ly. Đồng vàng chanh đồng gì cũng bền màu, thứ nhau bà Diễm ơi. Nói mấy cô đồng nào cũng thứ nhau, rửa xà bông rửa chanh không có nào bay màu hết. Nấu ra nguyên chất nó vậy rồi. Không có bay màu. Trời ơi, dòng 6 ly. 6 ly trơn 800.000 một bộ. 6 ly trơn 800.000. Đồng nào cũng mai màu mấy chị nha. Cũng không phai hết. Nếu mà phai mẹ không làm đâu. Phai màu làm mất trình duyệt uy tín mà bán đâu. Đã làm ra hết rồi. Mấy chị coi lại giùm em. Có nào phai màu hết trơn á. Trời ơi, sợ thôi. Một cặp là 250.000. Kim dòng trơn 6 ly. Một bộ 800. Cặp là 250.000 một cặp. Trơn có kim cương nha mấy chị. Để gần chút đi em. Có kim cương. Kim cương 6 ly 250.000 một cặp. Kim cương 6 ly 250.000 một cặp. Cho Băng Băng coi xi men 001. 001 là nào không?
001 để đứng lên cho chị Ben. Đẹp lắm em. Xi men mã 001 này chị. Chị Băng Băng ơi, mã 001 700. Đồng đỏ nha chị. 700 ngàn một bộ mã 001. Đi ăn cơm cái này ra mấy chị cho bác sĩ like nha. Chị vòng trơn một cặp da. Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Phúc Phát ơi. Dạ, tối nào em cũng theo dõi em xem. Dạ, em cảm ơn mấy chị. Bấm bấm nút kết bạn với Mai là tối Mai like mấy chị sẽ có thông báo à. Tối nay mấy chị nãy mấy chị nó không có thông báo. Chắc là Facebook nó bị chặn em mấy chị chặn. Lắc quen lật mã 30 700 ngàn. Lắc quen lật mã 30 700 ngàn. Chị đào xem lắc nhỏ này. Lắc quen lật 600. 600 ngàn. Nặng khoảng 1 cây. Lắc quen lật 600. 600 ngàn. Lắc quen lật 450 ngàn. Lắc quen lật 450 ngàn. Vòng cặp trơn khóa lưỡi gà. Dạ đúng rồi chị Lá Nguyễn ơi. Vòng cặp trơn là khóa lưỡi gà nha chị. Vòng cặp trơn là khóa lưỡi gà 6 ly nha chị. 6 ly khóa lưỡi gà 200. Một cặp là 250 ngàn. Em đặt mua gọi chốt đơn mà không thấy giao. Dạ chị để lại số điện thoại lại giùm em nha chị Như Khang ơi. Để lại số điện thoại xong em kiểm tra đơn nha chị nha. Dòng trơn đồng đỏ. Dòng trơn đồng đỏ đặt nặng 1 cây 300 ngàn. 300 ngàn một dòng. Đồng đỏ 300. Có nông và có bọc luôn nha mấy chị. Nông và có bọc 300 ngàn một dòng. Có gì chị? Có bọc 300 ngàn một dòng. Dòng đồng vàng. Dòng đồng vàng cũng 300 ngàn. Dòng đồng vàng 300 ngàn. Cũng có nông và có bọc. Nông 300. Có bọc cũng 300 luôn nha mấy chị. Chị Phạm Hồng Châu lắc mã 30 700. Dạ em cảm ơn chị Hồng Châu ạ. Dạ em cảm ơn chị Láo Nguyễn ạ. Xem mặt nha. Dạ để em kiểm tra đơn nha chị Như Khang ơi. Lắc mã 30 700 nè chị. Lắc mã 30 700 ngàn. Mã 30 700 ngàn. Đặt nặng 1 cây rưỡi. Nặng 1 cây rưỡi. Phạm Hồng Châu lắc mã 30 700. Xem mặt dây chiều mặt Phật Mẹ Quan Âm màu đỏ đi chị. Dạ ok chị. Dạ đúng rồi chị ơi. Vòng cặp vàng 18 nha chị. Vòng cặp vàng 18 nha chị. Lắc 600 nè chị ơi. 600 ngàn. Đặt nặng 1 cây. 1 cây 600 ngàn. 600 ngàn. Xi men 001 khóa nhiều. Dạ xi men mã 001 là khóa lưỡi gà nha chị Phương Thúy ơi. Mã 001 là khóa lưỡi gà nha chị. Nè chị ơi. Chị Phương Thúy ơi, xi men mã 001 là khóa lưới gà 700 ngàn một bộ 4 ly. 700 ngàn. Lắc mã 30 có chạm. Dạ có nha chị Hồng Châu ơi. Lắc mã 30 có chạm nha chị. Cặp kim cương 200. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Cúc ạ. Chị Hồng Phạm Hồng ơi, Phạm Hồng Châu ơi, lắc mã 30 chạm nè chị. Lắc mã 30 chạm 750 ngàn. Lắc mã 30 chạm 750 ngàn. Chạm 750 ngàn, trơn là 700. Nặng đặt 1 cây rưỡi.
like nhận cho mấy chị xem tiếp nha. Nhẫn sòn 15 ly 250 ngàn, có màu xanh, màu đỏ, màu trà, màu tím và màu trắng. Nhẫn sòn 15 ly 250 ngàn, có 5 màu, màu trắng, màu đỏ, màu trà, màu xanh và màu tím. Sòn 15 ly 250 ngàn. Dám chào chị Nhã Quỳnh Thị Trần ạ. Nhẫn sòn 12 ly 230, có màu xanh, màu trắng, màu tím, màu trà và màu đỏ. Nhẫn sòn 12 ly 230, 5 màu, màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu trắng và màu trà. Chưa chị dọc phát tài khắc lọc. Nhận mã 550. Nhận mã 550 550 ngàn. Nhận mã 550 550 ngàn, có màu tím, màu trà, màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Mã 550 550 màu. Mã 550 550 ngàn, có 5 màu, màu trắng, màu trà, màu tím, màu xanh và màu đỏ. 550 ngàn. Lắc tay em đang đeo bao nhiêu tiền? Dạ chị Hồng My ơi, lắc tay em đang đeo là lắc theo lật 3 cây 1.250.000. Lắc em đang đeo là lắc theo lật 3 cây 1.250.000. Và lắc theo lật 5 cây 1.800.000 nha chị. Nè chị ơi, lắc theo lật 3 cây 1.250.000. Lắc phiên lật 3 cây 1.250.000. Lắc phiên lật 5 cây 1.800.000. Lắc phiên lật 5 cây 1.800.000. Lắc phiên lật 450.000. Dạ em cảm ơn chị Thu Thủy ạ. Nhận mã 650 500 ngàn. Nhận mã 650 500 ngàn, có màu trà, màu xanh, màu xanh biển, màu tím, màu đen và màu đỏ. Mã 650 500 ngàn. Mã 650 500 ngàn, có màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trà và màu xanh biển. Mã 650 500 ngàn. Bây giờ em like nhẫn nam cho mấy anh mấy chị xem nha. Em like nhẫn nam cho mấy anh mấy chị cho xem xi men kim cương. Nhà xi men kim cương nè chị. Xi men kim cương 6 ly. Xi men kim cương 6 ly 800 ngàn một bộ. Xi men kim cương 6 ly 800 ngàn một bộ. Chị nào không thích đeo bộ thì có thể đeo cặp. Một cặp là 250 ngàn. Một cặp 250 ngàn. Kim cương 6 ly khóa ly gà. Nhẫn nam mã 0011 350 ngàn. Nhẫn nam mã 0011. Có 3 màu, màu đen, màu xanh lá và màu đỏ. Dạ em chào chị Pha Lê ạ. Nhẫn ngựa 350 ngàn, có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu đỏ.
nhẫn tháp 350 ngàn, nhẫn tháp 350 ngàn, cũng có 3 màu, màu xanh, màu xanh, màu đỏ và màu xanh đen, 350 ngàn. Lấy chị bộ kim cương 6 đi. Dạ em cảm ơn chị Hồng My ạ. Cho xem lắc chân. Dạ lắc chân này chị Huyền Ngọc ơi. Lắc chân 400 ngàn. Lắc chân 400 ngàn. Xi men cầm nhỏ em ơi. Dạ xi men kim cương cầm nhỏ là nông 2 ly nha chị Nguyễn Mai ơi. Cộng nhỏ là nông 2 ly nha chị. Mã 21 kim cương mã 21 nông 2 ly 550 ngàn. 3 cây bao nhiêu tiền vậy? Dạ lắc viên lọc 3 cây là 1.250.000 nha anh Phước Thanh Trần ơi. Lắc viên lọc 3 cây là 1.250.000 nha anh. Nhận chữ Phước 300. Nhận chữ Phước 300 ngàn. Chữ Phước 300. 300 ngàn. Một giây đi phó rộng. Ok chị Nguyễn, chị Thủy Nguyễn Thủy Trần à. Nhẫn Mỹ 380. Nhẫn Mỹ 380. Nhẫn Mỹ 380 có màu trắng, màu cam, màu xanh, màu đỏ và màu hồng. Nhẫn Mỹ 380. Dạ bên em là đồng đỏ nha anh Phước Thanh Trần ơi. Đồng đỏ nhân anh. Dây đen nè chị ơi. Dây đen nhỏ là 720. Dây đen nhỏ là 720. 720 một dây. Dây đen lớn là 750. Dây đen lớn 750 ngàn. 750 ngàn một giây. Có phanh. Dạ không nhân anh Phước Thanh Trần ở bên em là đồng đỏ nguyên chất, không bay, không phai, không đen nhân anh. Anh rửa chanh với xà bông là sáng nhân anh. Nhẫn Mỹ Nam 800. Nhẫn Mỹ Nam 800 ngàn. Nhẫn Mỹ Nam 800 ngàn một nhẫn. Nhẫn Ruby. Nhẫn Ruby Nam. Cho chị xem xi men kim cương cộng nhỏ. Dạ ok chị Nguyễn Mai ơi. Xi men cộng nhỏ là xi men kim cương cộng nhỏ là 550 ngàn một bộ nha chị. Này chị Nguyễn Mai ơi, xi men kim cương cộng nhỏ này chị, nhuyễn 2 ly 550 ngàn một bộ. Xi men kim cương nhuyễn 2 ly 550 ngàn một bộ. 3 cây bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 3 cây là 1.250.000 nha anh. Xi men kim cương 2 bản 2 ly rưỡi khóa chui. Bản 2 ly rưỡi khóa chui 650 ngàn. Xi men kim cương khóa chui 650 ngàn. Nhẫn ngọc trai 500 ngàn, có màu xanh đen, xanh lá, màu trắng, màu vàng. Nhẫn ngọc trai 500. Nhẫn ngọc trai 500 có màu trắng, màu vàng, màu xanh và màu xanh đen.
500 ngàn. Có cái tiền kim tiền. Dạ có tiền kim tiền nha chị Nguyễn Mai ơi. Dạ có nha chị. Dạ tiền nè chị ơi. Kiền chạm đồng đỏ 450 ngàn. Kiền chạm đồng đỏ 450 ngàn. Kiền trơn vàng chanh 500. Kiền trơn vàng chanh 500 ngàn. Kiền kim tiền vàng chanh 550 ngàn. Kiền kim tiền vàng chanh 550 ngàn. Kiền xoàn chà neo 600. Kiền xoàn chà neo 600 ngàn. Cho em xem nhận VIP 250 ngàn với ạ. Dạ ok chị, em lấy nhận VIP cho chị xem ạ. Nhà chị Trần Khôi nhận VIP nè chị. Nhận VIP vuông 250 ngàn. Nhận VIP vuông 250 ngàn. Có hai màu, màu trắng và màu trà. Nhận VIP vuông 250 ngàn. 250 ngàn nhận VIP vuông. Có màu trắng và màu trà. Nhận VIP tròn 250. Nhận VIP tròn 250 ngàn. Cũng có hai màu, màu trắng và màu trà. Chị kim tiền đồng đỏ nha em. Ok chị Nguyễn Mai, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nhận VIP tròn 250 ngàn. Có màu trắng và màu trà. Nhận nam mã 0032 320. Nhẫn nam mã 0032 320. Có màu trà, màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Mã 002 320. Cho em một nhẫn VIP tròn màu trà. Vậy chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Trần Khôi ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Có bông mơ cho bé không ạ? Có dây sắn không cân? Dạ có nha chị Phạm Duyên ơi, có dây sắn nha chị. Nhận phước lộc tài đồng vàng 300 ngàn. Nhận phước lộc tài đồng vàng 300 ngàn. Phước lộc tài đồng vàng 300. Đồng đỏ cũng 300. Phước lộc tài đồng vàng 300. Đồng đỏ cũng 300 ngàn. 300 ngàn. Nhẫn nam mã 002 350 ngàn. Nhẫn nam mã 002 350 ngàn. Có 4 màu, màu trà, màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá. Nhẫn mã 002 350 ngàn. Chị Út Tị VIP trắng đi 13 giờ. Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Út Tị ơi. Chị Thanh Lan cho chị một nhẫn VIP vuông hộp màu trà. Dạ em cảm ơn chị Thanh Lan ạ. Dạ em chào chị Tính Hồ ạ. Nhẫn tỳ hưu nam 600. Nhẫn tỳ hưu nam 600. Có màu đen, màu xanh cẩm thạch, màu vàng, màu đỏ,
và màu xanh lá. Nhẫn tỳ hưu nam 600.000. Nhẫn tỳ hưu nam 600.000 có 5 màu: màu xanh lá, màu đen, màu xanh cẩm thạch, màu đỏ và màu vàng. 600.000. Chị Út Tị ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Sáng mai sẽ giúp em, có nhân viên gọi điện chốt đơn nha chị nha. Nhận mã 004 302. Nhận mã 004 302. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Mã 004 302. Chị ơi cho em hỏi phần em đặt ra nữa. Có ai chốt đơn cho chị chưa ạ? Dây phụng đang đeo bao nhiêu tiền của em? Dạ dây phụng em đang đeo trên cổ là dây phụng 850.000 nha chị Tâm Phan ơi. Dây phụng em đang đeo là 850.000. Mặt là mặt trái tim mã 026 250.000. Dây phụng 850, mặt 026 250.000. Dạ chị nhớ mã Siemens là chị để lại số điện thoại, sáng mai sắp em có nhân viên gọi thì chốt đơn lại cho chị nha chị Quỳnh Như ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Nhẫn nam ngọc trai 408. Nhẫn ngọc trai tròn 408. 408 ngọc trai tròn. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Quỳnh Như ơi. Để lại số điện thoại rồi sáng mai sắp em có nhân viên gọi điện chốt đơn nha chị nha. Nhẫn nam N300. Nhẫn nam N300 300.000. Nhẫn nam N300 300.000. Có màu xanh đen, màu đỏ và màu xanh lá, 3 màu. Nhẫn nam mã 300 300.000. Có 3 màu: màu xanh, màu đen, màu đỏ. 300.000 nhẫn N300. Nhẫn nam mã 3. Nhẫn nam mã 3 250.000. Mã 3 250.000. Nhẫn nam mã 3 250.000. Em muốn coi dây phụng với mặt nhỏ đi. Dạ chị Mai Diễm ơi, dây phụng nhỏ em đang đeo là 850.000, với mặt trái tim em đang đeo là 250.000 nè chị. Mặt trái tim mới về chiều nay luôn nha chị. Có nhẫn đầu rồng không chị? Dạ có nha chị Chiết Kiều ơi. Mặt mới về chiều nay nè chị ơi. Mặt trái tim mã 026 250.000. Mặt trái tim mã 026 250.000. Đeo với dây phụng là hợp nha chị. Dây phụng 850, mặt 250. Mặt mới về nha chị. Chị Liên Nguyễn nhẫn nam N300 giảm. Cảm ơn chị Liên Nguyễn à. Xem dây cong tròn. Xem dây cong tròn một cây. Dạ dây chữ cong tròn một cây là 800.000 nha chị Ngọc Diệu ơi. 800.000 nha chị. Chị Quỳnh Như mã 003 đi 54 giảm. Cảm ơn chị Quỳnh Như à. Mặt nhỏ lúc trước còn không em? Dạ còn nha chị Mai Diễm ơi. Mặt hoa sấy nhỏ không không. Hoa sấy nhỏ là mã 025 250.000 nữa nha chị. Dạ em chào chị Ngọc Minh Anh nè. Chị có mua một vòng lưới kim tiền 700 mà da bị gãy, em đổi cho chị lấy một dây phụng 850.000 được không? Dạ được nha chị Tâm Phan ơi, chị gửi hàng lên đi, sáng em nhận được em gọi điện đổi cho nha chị.
chị gửi lên sáng em đổi cho nha chị Tâm Phan ơi. Có hàng nha. Dạ chị đơn hàng Chế Lan có hàng em cho chị. Dạ đơn hàng của chị là đơn hàng đặt hay là hàng đổi gì chị Chế Lan? Chị để lại số điện thoại rồi sáng em kiểm tra đơn nha chị. Nhẫn tỳ hưu 250 ngàn. Nhẫn tỳ hưu 250 ngàn. Em đặt. Dạ có nhân viên gọi điện chốt đơn như chị chưa? Chị để lại số điện thoại giùm em để em kiểm tra đơn nha chị. Nhẫn con mèo. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Thủy ạ. Nhẫn tài lộc mã 350, 350 ngàn. Nhẫn tài lộc mã 350, 350 ngàn. Có 3 màu, màu xanh, màu đỏ và màu đen. Nhẫn tài lộc mã 350, 350 ngàn. Chị Châu Thanh, nhẫn kim tiền bao nhiêu vậy? Dạ nhẫn kim tiền em đang đeo là 120 ngàn nha chị. Nhẫn kim tiền em đang đeo là 120 ngàn. Chị Châu Thanh ơi, 120 ngàn một nhẫn nha chị. Chị cô Độc Vân, nhẫn thì hô giảm. Cảm ơn chị cô Độc Vân ạ. Cho coi vòng tròn đang đeo trên tay. Vòng sòn em đang đeo trên tay là dòng sòn mã 395, 395 ngàn. Dòng sòn em đang đeo trên tay nè chị, mã 395, 395 ngàn. Còn dòng bên này là dòng VIP 700 ngàn. Dòng VIP 700. Dây chuyền trái tim. Nhà mận dây chuyền trái tim là chị Ngân Trang ơi. Nhà mận dây chuyền trái tim là chị 250 ngàn. Mới về chiều nay luôn nha chị. Mã 026, 250 ngàn. Mặt trái tim 250 ngàn. Nhẫn con trâu, nhẫn con trâu mã 2 250 ngàn. Nhẫn con trâu mã 2 250 ngàn. Vòng xoàn em đang đeo bao nhiêu tiền vậy cưng? Dạ chị Hồng My ơi, vòng xoàn em đang đeo này chị là vòng VIP 700 ngàn. Vòng VIP 700 ngàn một dòng. Còn dòng bên này là dòng mã 395, 1 triệu 2. Dòng mã 395, 1 triệu 2. Chốt một mặt dây chuyền. Dạ em cảm ơn chị Ngân Trang ạ. Nhẫn Mỹ mã 93 200. Nhẫn Mỹ mã 93 200 ngàn. Có màu đen và màu đỏ. Cho xem nhẫn đầu rồng đi chị. Dạ ok chị Chí Phèo ạ. Nhẫn 4 số 9 150 ngàn. Nhẫn 4 số 9 150 ngàn. Lấy cho chị một cặp vòng kim cương đi 52. Dạ ok chị Nguyễn Ngân. Dạ em cảm ơn chị ạ. Nhẫn mã 001,
Nhẫn nam mã 001 350.000. Nhẫn nam mã 001 350.000. 350.000. Dạ em cảm ơn chị Phạm Bông ạ. À. Chị ngủ hơi đông bữa nay rồi. Đơn đi chưa? Đi thì không chịu là không. Nhà chị để lại số điện thoại để em xách, để em kiểm tra đơn nha chị Mười Nguyễn ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Chị ơi nhẫn đầu rồng nè chị. Nhẫn đầu rồng mã 36 200. Nhẫn đầu rồng mã 36 200.000. Đầu rồng mã 36 200.000. Cho chị xem chiếc nhẫn lá đi em. Dạ cái nhẫn nhẫn lá nè chị, mã 395 395.000. Chị Ánh Tiên ơi, nhẫn mã 395 395.000 nha chị Ánh Tiên ơi. Mặt trái tim đang đeo bao nhiêu? Dạ chị bên anh Hạnh Phúc ơi, mặt trái tim em đang đeo là 250.000 nha chị. Mặt trái tim em đang đeo là 250.000. 250.000 nha chị. Mặt trái tim 250.000. Cho chị hỏi một mét. Dạ đi 60 nha chị Tuấn Hoàng ơi. Đi 60 nha chị. Nhẫn tay phải coi. Dạ nhẫn nam em đang đeo bên này là nhẫn nam. Nhẫn nam mới mã 00 12 320 nha anh Huỳnh Thanh Lam ơi. Nhẫn nam mới về chiều nay mã 00 12 320 nha anh. Nhẫn tay phải coi. Dạ nhẫn tay phải em đang đeo là nhẫn mã 395 395.000. Với là nhẫn con mèo 250.000. Nhẫn con mèo đồng vàng 250.000. Còn bên này em đang đeo là nhẫn mã 235 235.000. Và nhẫn kim tiền 120. Chị Hương Trần cho coi lại xi men kim cương em. Dạ ok chị. Dạ chị Hương Trần ơi, xi men kim cương nông nè chị. Xi men kim cương nông nè chị ơi. Xi men kim cương nông nhuyễn 2 ly 550.000 một bộ. Mã 21 kim cương mã 21 550.000. Cho coi lại mặt trái tim lại không rõ. Dạ mặt trái tim là 250.000 nha chị bên anh Hạnh Phúc ơi. Dạ đây chị. Nè chị ơi mặt trái tim nè chị. Mặt trái tim 250.000. Chị Thu Lê nhận mã 235. Dạ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Thu Lê ơi. Nhẫn N30 300.000. Nhẫn N30 300.000. N30 300.000. Mấy chị muốn xem gì không mình em lấy cho mấy chị xem nha. Cho em coi mặt hoa mai nhỏ đi chị. Và mặt hoa mai nhỏ là 240 nha chị. Chị Mai Diễm ơi. Chị Hương Trần xi men kim cương đi 56. Dạ cảm ơn chị Hương Trần ạ. À. Nè chị Mai Diễm ơi, mặt hoa mai nhỏ nè chị. Mặt hoa mai nhỏ 240. Mặt hoa mai nhỏ 240. Dạ có nha chị Mai Diễm ơi. Có nha chị. Mặt hoa mai nhỏ 240. Mặt hoa xoáy
Mã 025 mặt hoa sấy, mã 025 250.000. Mặt hoa sấy mã 025 250.000. Mặt thánh giá 220. Mặt thánh giá 220. Chị Kiều Diễm cho chị xem nhẫn em đeo. Dạ chị Kiều Diễm ơi, nhẫn em đang đeo nhẫn mã 235, 235.000 nha chị. Nhẫn em đang đeo là nhẫn mã 235, 235.000. Mấy chị muốn xem gì xong mình em lấy cho mấy chị xem nha. Đây dòng hả? Đây dòng hả? Bây giờ em lên dòng cho em lên dòng cho mấy chị xem nha. Mặt hoa mai nhỏ. Dạ em cảm ơn chị Linh Lê à. Dòng VIP 700. Dòng VIP 700.000. Dòng VIP 700. Có nhẫn nha mấy chị. Dòng 700 nhẫn là 250. Dòng 700 nhẫn 250.000. Chị ơi em gửi đồ lên rồi đổi màu khác cho em nhé. Dạ ok chị Đê Hoàng Phúc Lê à. Chị gửi lên sao em nhận được sao em gọi điện lại nha chị. Dòng VIP 60 1.2.000. Dòng VIP 60 1.2.000. Có nhẫn và có mặt nha mấy chị. Nhẫn 600, mặt 600, dòng là 1.2.000. Mua nguyên bộ là 2.4.000. Bớt 50.000 còn 2.350.000 nha chị. Dòng VIP 1.2.000. Dòng túi tiền. Dòng túi tiền 500. Dòng túi tiền 500. Dòng túi tiền 500. Dây phen lọc mặt ông Di Lạc bao nhiêu ạ? À? Dạ dây phen lọc em đang đeo là dây phen lọc 1.250.000 nha chị Trinh Ngô ơi. Dây phen lọc em đang đeo là dây phen lọc 1.250.000. Mặt Di Lạc 400. Mặt Di Lạc 400. Lắc mã 51 500.000. Lắc mã 51 500.000 có màu vàng, màu xanh cẩm thạch, màu đỏ, màu xanh biển, màu tím. Và màu trà. Lắc cẩm thạch mã 51 có màu trà. Mã 51 500 màu trà, màu vàng, màu xanh cẩm thạch, màu đỏ, màu xanh biển và màu tím 500.000. Anh Thức Lê cho xem mẫu lắc tay của em đeo của nam đi ạ. Dạ lắc tay em đang đeo là lắc mã, lắc 3 cây 1.250.000. Lắc 3 cây 1.250.000 và lắc theo lật 5 cây 1.800.000. Nè anh ơi lắc theo lật 3 cây nè anh. Lắc theo lật 3 cây 1.250.000. Lắc theo lật 3 cây 1.250.000. Và bắt lắc phen lọc 5 cây. Lắc phen lọc 5 cây
1.800.000, giống như là 5 cây 1.800.000. Lắc phen lọc mã 33 1.000.000, lắc phen lọc mã 33 trơn 1.000.000, 33 trơn 1.000.000. Lắc phen lọc mã 33 chạm 1.050.000, lắc phen lọc mã 33 chạm 1.050.000. Lắc kim tiền 600, lắc kim tiền 600.000, kim tiền 600.000. Có mẫu nào tầm giá 500 không? Dạ có, lắc phen lọc 450.000 nhân anh Thất Lê ơi. Lắc phen lọc tầm 5 chỉ là 450.000. 450.000 nhân anh. Một cây là 600. Một cây là 600.000. 600.000. Dây cong vàng chanh có không bạn? Dạ có nha chị Nguyễn Duy ơi, dây cong vàng chanh là 800.000 một dây nha nha chị. Lắc bảng sòn mã 11 1.300.000, lắc sòn mã 11 1.300.000, lắc sòn mã 11 1.300.000. Có dây chuyền ống trúc không em? Dạ có nha chị Mận Đỗ ơi. Dây chuyền ống trúc nè chị. Nè chị Mận Đỗ ơi, dây chuyền. Dây chữ công ống trúc nè chị 900.000. Dây chữ công ống trúc 900.000. Lắc trái tim mã 106 550.000, lắc trái tim mã 106 550.000. Lắc chữ công cham 800, lắc chữ công cham 800.000, lắc chữ công cham 800.000. Lắc chữ công 600, lắc chữ công 600.000. Ba bộ vòng xi măng kim cương cộng nhỏ một tiền xi măng. Dạ ok chị Nguyễn Mai, cảm ơn chị ạ. Lắc chữ công 700, lắc chữ công 700.000, lắc chữ công 700. Lắc phụng 450.000, lắc
cùng 450 ngàn, lắp phục 450 ngàn. Lắc rồng mã 001 1 triệu, lắc rồng mã 001 1 triệu. Dạ, mặt em đang đeo là mặt trái tim 250 ngàn. Mặt em đang đeo là mặt trái tim 250 ngàn. Còn mặt di lạc là 400. Mặt di lạc 400. Lắc rồng mã 70 700 ngàn. Lắc rồng mã 70 700 ngàn. Dạ em cảm ơn chị Thị Lan Nguyễn ạ. Lắc chân 400. Lắc chân 400 ngàn. Lắc chân 400. Lắc bông mai đồng vàng. Lắc bông mai đồng vàng 1 triệu 2. Lắc bông mai đồng vàng 1 triệu 2. Lắc bông mai đồng vàng 1 triệu 2. Lắc đồng hồ mã 16. Lắc đồng hồ mã 16 780. Lắc đồng hồ mã 16 780. Lắc đồng hồ mã 16 780. Dòng cưới 500 ngàn một dòng. Dòng cưới 500. 500 ngàn một dòng. Để nó giọng tiếng. Dòng cưới 500 ngàn một dòng. Dòng rồng 750 ngàn. Dòng rồng 750. Dòng rồng 750 ngàn một dòng. 750 ngàn một dòng. Vòng hột tím 101 còn không em? Dạ còn nha chị Nga Nguyễn ơi. Dòng hột tím một mã 101 là 1 triệu mốt nha chị Nga Nguyễn. 1 triệu mốt nha chị. Lát mã 102 1 triệu 2. Có màu tím, màu trà và màu trắng. Lắc mã 102 1 triệu 2, có 3 màu, màu tím, màu trắng và màu trà. Mã 102 3 màu 1 triệu 2. Chị Tiên ơi, chị Mẫn Mẫn Đỗ, dây chuyền ông Trúc nè chị, dây chuyền ông Trúc là 900 ngàn. Dây ông Trúc 900. Dây ông Trúc 900 ngàn. Xem mặt tim đang đeo. Dạ chị Tiên Nguyễn ơi, mặt trái tim em đang đeo là mặt 250 nha chị. 250 ngàn. Dạ nè chị Tiên
Chị Tiên Neo ơi, mặt trái tim em đang đeo này chị. Mặt trái tim em đang đeo là 250.000 nha chị. Mặt trái tim 250.000 một mặt. Vòng rồng 18 hay 24 rồi em. Dạ vòng rồng là 24 nha chị Kiều Diễm ơi. Vòng rồng là 20 vàng 24 nha chị. Nhẫn em đang đeo ngón đầu tiên giá bao nhiêu? Dạ chị Xuân Nguyễn, nhẫn em đang đeo ngón đầu tiên là nhẫn mã 395, 395.000 nha chị. Nhẫn mã 395, 395.000. Nhẫn tím nhiêu em? Dạ nhẫn là 500 nha chị Nga Nguyễn ơi. Dòng là 1.1 triệu, nhẫn là 500, mặt 500. Một bộ có nói là 2.1 triệu, mua một bộ bóp 50.000, còn 2.050.000 nha chị Nga Nguyễn ơi. Dạ em chào chị Ngọc Anh Hào ạ. Em coi bông mã 5 nha. Dạ ok chị, bông mã 5 là 250.000 nha chị. Bông cánh chim 250.000. Lắc chà neo mã 36 500.000. Lắc chà neo mã 36 500.000. Lắc chà neo xoàn mã 36 500.000. Mấy chị muốn xem gì nữa mà cho mình xem dây cong vàng chanh được không bạn? Dạ dây cong vàng chanh là 800.000 nha anh Nguyễn Duy ơi. Dây cong vàng chanh là 800.000 nha anh. Nè anh Nguyễn Duy ơi, dây cong vàng chanh nè anh. Dây cong vàng chanh 800. Dây cong vàng chanh 800.000. Lấy chị vòng mã 101 với nhận 500 luôn. Dạ ok chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Nga Nguyễn ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Dạ không chị ơi, dây chuyền nhỏ nhỏ nhất bên em là tầm 5 chỉ nha chị Hồng Cúc ơi. Dây chuyền nhỏ nhất bên em là 5 chỉ nha chị. Chị Nga Nguyễn ơi, chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Mấy chị muốn xem gì nữa em không không mình cho em không mình em lấy cho mấy chị xem nha mấy chị. Một mặt trái tim. Dạ em cảm ơn chị Hoa Mai ạ. Dây chuyền nhỏ nhất bên em là tầm 5 chỉ với chị này. Dây trái khế 600.000, 5 chỉ nè chị. Dây trái khế 600. Dây trái khế 5 chỉ 600.000. Dây trái khế 600. Dây chuyền chữ công kim tiền loại 2 cây vàng chanh. Dạ cảm ơn chị Ngọc Nga ạ. Dây chữ công vuông 1.1 triệu. Dây chữ công vuông 1.1 triệu. Chữ công vuông 1.1 triệu. Dây N 800. Dây N 800.000. Dây phen lật 900. Dây phen lật 900.000. Dây phen lật 900.
dây khoai lọc 1,2 triệu, dây khoai lọc 1,2 triệu, đặt nặng 2 cây, khoai lọc 1,2 triệu. Chị đổi đồ, chị gửi đồ lên shop em, khi nào shop em nhận được shop đổi cho nha chị nghe Nguyễn ơi. Mấy chị muốn xem gì nữa không ạ? Lấy bông ơi, lấy xíu bông cho mình nhé. Dạ ok chị, bây giờ em like bông, like bông cho mấy chị xem nha mấy chị. Giờ em like bông tai cho mấy chị xem. Sạc xe đập điện, sạc pin xe đập điện. Không bông tai mã B27 275 ngàn, bông mã 27, bông B27 275 ngàn. Em đổi chiếc nhận chữ khớp bù bao nhiêu tiền nha chị gửi, anh gửi hàng lên, khi nào shop em nhận được shop em có nhân viên gọi điện lại cho anh nha anh Hùng Lương ơi. Bông B28 208, bông B28 208. Bông B5 300, bông B5 300 ngàn, B5 300. Bông B36, bông B36 250, B36 250 ngàn, bông B26, bông B36 250 ngàn. Bông B32 320 ngàn, bông B32 200 208, bông B32 208. Bông mã 250 ngàn, bông mã 250 ngàn. Có thu lại không shop? Dạ có nha chị Trần Bảo ơi, shop em thu lại 30% nha chị. Bông bướm 250 ngàn, bông bướm 250 ngàn, có hai màu, màu trắng và màu đỏ. Bông bướm 250 ngàn, bông ngôi sao 250 ngàn, bông ngôi sao 250 ngàn, bông ngôi sao 250 ngàn. Bông B30 202, bông B30 202. Bông B33 202, bông B33 202. Bông tàu lớn 200,
bông tàu lớn 200. Em ơi chị lấy dây phen lật em đang đeo và mặt mạng quan âm 230 em ơi. Giờ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Trinh Ngô ơi. Để lại số điện thoại giùm em nha chị. Và đổi là anh lỗ 50% nha anh Hùng Lương ơi. Lê Gọn bông B36 giảm. Cảm ơn chị Lê Gọn à. Mấy chị muốn xem gì nữa mà không em quay phiếu nha mấy chị. Mấy chị muốn xem gì nữa không? Không em quay phiếu không? Trúng thưởng nha mấy chị. Quay phiếu. Em quay phiếu trúng thưởng nha mấy chị. Chị ơi chụp hình. Chị xin Ngô ạ. Chị xin Ngô một ông thần tài. Một sâu chuỗi ngọc trai. Và một lá bồ đề giảm. Cảm ơn chị Trinh Ngô ạ. Chị xin Ngô. Sao chị? Sao chị đặt một nhẫn VIP Libra đã 3 tuần rồi mà không thấy. Nhờ chị để lại số điện thoại giùm em nha chị Cát Như Trang Nguyễn ơi. Chị để lại số điện thoại giùm em nha chị. Chị Nguyễn Trinh à. Chị Nguyễn Trinh một ông thần tài. Một sâu chuỗi ngọc trai và một lá bồ đề à. Quên like em tắt like nha mấy chị. Chúc mấy chị ngủ ngon à.